Chào mọi người. Rồi hôm nay tăng chậm nhỉ. 5 phút rồi mới có chưa đến 200 anh em. Chắc mấy hôm vừa rồi lỗi kỹ thuật là anh em bỏ hết rồi. Rồi chào mọi người. Lâu lâu hôm nay ta lại livestream tiếp đúng không ạ? Rồi anh em chia sẻ cái livestream này lên nhá. Đợt này em bận quá rồi, chắc là lịch học chắc có vẻ sẽ phải giảm dần rồi. Đợt này công việc nó có bắt đầu dồn quá nhiều việc rồi, sắp xếp mãi. Rồi chào mọi người. Anh em chia sẻ livestream lên. Rồi bây giờ vẫn có chưa được 200 anh em, hôm nay hơi chậm. Rồi chào mọi người, hôm nay chúng ta đầu tuần mới đúng không ạ? Hôm nay ngày Tết. Chắc anh em vẫn đang đi nhậu rồi, không ai xem. Rồi hôm nay mạng không biết được, phải test mạng thôi, chưa rõ được anh ạ. Rồi chào mọi người nhá. Rồi xin chào. Buổi ngày hôm nay chúng ta tiếp tục về cảm biến TP và cảm biến MAP. TP hôm trước chúng ta sẽ tìm hiểu kỹ hơn về cảm biến TP, về một số cái nguyên lý hoạt động và cách kiểm tra của nó sống chết nhanh trên máy chẩn đoán, mà chúng ta không cần phải nhớ nhá. Không cần phải nhớ nhá, em nói là không cần phải nhớ, chả cần phải không cần phải nhớ gì cả. Chúng ta sẽ nhìn vào trên sơ đồ. Vâng, chúng ta sẽ nhìn trực tiếp trên sơ đồ để chúng ta sẽ đều làm được nha. Vâng, chào mọi người. Tiếp tục buổi ngày hôm nay. Rồi, mạng hôm nay chạy ngon rồi đúng không ạ? Rồi, chúng ta sẽ tiếp tục. Rồi, quên. Hôm nay em sẽ phải trình chiếu qua cái slide này, vì cái slide này em đang sửa cái slide này nên là giờ chút nha. Rồi chúng ta đến đoạn nào rồi? Em vẫn đang sửa cái slide của tài liệu, cái giáo án này, chỉnh slide dọc. Hôm nay có thể mọi người sẽ nhìn cái sơ đồ nó hơi nhỏ một chút nha. Đây là lỗi cảm biến, ta đang học cảm biến TB đúng không ạ? Chờ chút để kiểm tra cảm biến TB đang nằm đâu à? TB. À hôm qua chúng ta học đến TB đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nha. Chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến TB. Rồi, chúng ta sẽ mọi người, hôm nay chúng ta sẽ phải nhìn cái màn hình nhỏ một chút nhá. Hôm nay em chưa kịp sửa cái slide kia này, em đang tập trung vào sửa cái slide này. Nó hơi nhỏ một chút. Mọi người chịu khó quan sát liệu là có nhìn quá không ạ, đúng không ạ? Hôm nay trình chiếu cái này, slide này nó slide dọc nên là nó hơi khó nhìn, hơi nhỏ hơn một chút. Rồi chào mọi người. Chúng ta sẽ tiếp tục đến cái buổi ngày hôm nay, đó liên quan đến cảm biến TP. TP hôm trước chúng ta đã tìm hiểu rồi đúng không ạ? Sơ bộ rồi, thì hôm nay chúng ta sẽ tìm hiểu tiếp tục đến TP. Cấu tạo của nó là như nào? Ở trên xe chúng ta hiện tại đang có hai loại TP nhá. Hai loại TP. Hiện tại có hai loại nhá, hai loại TP. Hai loại có nghĩa là một dạng là cảm biến giống như một con biến trở của chúng ta ấy, nó là dạng quẹt thai điện trở, và loại thứ hai nữa là loại cảm biến Hall, tức là cảm biến không chạm. Vâng. Hôm nay có vẻ anh em đang Tết hay sao vẫn chưa đến 300 anh em đúng không ạ? Rồi hình ảnh không phải mờ đâu nhá. Hôm nay em trình chiếu qua cái slide này nó nhỏ hơn. Vì em chưa kịp sửa cái slide làm ngang kia. Hôm nay chịu tạm thời phải nhìn qua cái slide làm dọc này ở trên cái cuốn giáo trình. Cái giáo trình đang sửa cái giáo trình đúng không ạ? Vâng, mọi người ơi thông cảm nhé, vì hôm nay em không mở được. Hiện tại hôm nay em không mở được cái slide ngang chưa sửa kịp. Vâng, nó hơi nhỏ đấy, cái này hơi nhỏ đấy. Vâng. Vì nó slide dọc nên là nó sẽ hơi khó nhìn. Còn cái slide ngang của em thì em chưa sửa nên là nó trình chiếu nó không đủ nội dung. Cái phần này em chỉnh sửa nhiều hơn. Slide ngang không, chưa chỉnh sửa được. Đó mọi người chịu khó nhá, chịu khó xem qua cái slide ngang dọc này nhá. Nó hơi khó nhìn một chút. Và vì em đang sửa cái giáo trình.
nên là chưa tập trung sửa được cái bên kia. Cái làm ngang thì nó là giá cái phần thuyết trình nó bằng slide ngang, cái này bằng dọc, nên hơi lên trình chiếu lên đây thì cảm giác nó hơi khó nhìn một chút. Rồi mọi người thông cảm nhé, chúng ta sẽ cùng nhìn qua một chút anh em nào chúng ta phóng cái tivi ấy. Vâng, em thấy anh Giang đúng không? Anh Giang, anh Nam Giang thì anh đang bắt đầu cho lên tivi 75 inch rồi, nhìn ngon của anh rồi đúng không? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu về cấu tạo của cảm biến TP. Cảm biến TP có hai dạng, nó một dạng cảm biến hôn. Mọi người sẽ thấy được là cảm biến hôn giống như là cái cảm biến của dòng Yamaha và Piaggio, nó sẽ không giống như của Honda. Honda của chúng ta giống như một dạng mà biến trở, giống như mọi người sẽ thấy giống như con báo xăng ấy. Anh em nào làm mọi người nhìn ở trên này. Âm lượng này. Rồi em sẽ mọi người chờ chút nha, em thử chỉnh lại cái âm lượng, em có anh nào anh bảo âm lượng nhỏ. Âm lượng nhỏ đúng không? Chờ em chút. Alo. Ok chưa? Âm lượng tốt chưa? Đó, mọi người comment nhá, âm lượng tốt thì chúng ta tiếp tục nha. Rồi, thì hiện tại đây thì mọi người sẽ thấy được là cái đầu tiên cái cấu tạo của chúng ta sẽ tìm hiểu cái cấu tạo này. Cái cảm biến TP nó có dạng là loại cảm biến 3 chân. Thì cảm biến 3 chân này bắt buộc phải có sử dụng nguồn là nguồn 5V. Đúng không ạ? 3 chân hôm trước giải thích cho mọi người rồi, loại cảm biến 3 chân nó sẽ phải có một chân là chân nguồn. Thì cảm biến chúng ta sẽ sử dụng là loại nguồn 5V, VCC 5V. Từ cái chân VCC ở trên xe chúng ta cấp hạ áp xuống 5V để cấp nguồn cho cái cảm biến TP của chúng ta. Và thứ hai là gì ạ? Một chân mát. Mát này là mát SG nhé, mọi người lưu ý là mát SG. À, mát SG nhé, không phải là cái mát mà chúng ta lấy mát khung đâu nhá. Lưu ý chúng ta sử dụng mát khung ấy thì cảm biến vẫn hoạt động nhưng lúc này nó sẽ bị nhiễu nhá. Lưu ý chúng ta phải sử dụng mát SG. Tại sao nó phải chạy tất cả cảm biến nó chạy về mát SG? Vì nó ổn định để cái tín hiệu của chúng ta nó hoạt động ổn định chính xác hơn. Nên là chúng ta sẽ không sử dụng mát khung nhá. Nếu chúng ta sử dụng mát khung thì cảm biến vẫn hoạt động nhưng lúc này nó sẽ bị nhiễu, nó không chính xác. Nên mọi người lưu ý cái phần này nhá. Rồi, thì mọi người lưu ý tất cả các loại cảm biến 3 chân nào nó cũng phải có nguồn nuôi. Mọi người lưu ý nhá. TP cảm biến là gì ạ? Vị trí bơm ga thì ở loại dạng nào thì cũng đều phải có 3 chân hết. Ví dụ như các loại cảm biến hôn, ở ví dụ dòng Yamaha nó cũng phải sử dụng loại 3 chân. Piaggio loại cảm biến hôn cũng loại sử dụng là loại cảm biến gì ạ? 3 chân. Thì bắt buộc nó phải có nguồn nuôi. Mọi người lưu ý nhá, bắt buộc phải có nguồn nuôi, có 3 dây nhá. Lưu ý là chúng ta có 3 dây thì 3 dây đầu tiên, một dây đầu tiên nó là dây nguồn nuôi, VCC nguồn nuôi cảm biến. Thứ hai nữa là một chân là chân mát SG. Ở trên sơ đồ đều có mát SG. Đúng không ạ? Đều có mát SG. Rồi thứ hai nữa là chúng ta đều phải có chân tín hiệu. Chân tín hiệu nhá. Lưu ý. Rồi anh kiểm tra lại mạng của mình nhá, mạng đây hoạt động vẫn bình thường. Rồi mọi người lưu ý được không ạ? Rồi chúng ta sẽ cùng hai loại nhá, hai dạng cảm biến TP. Một dạng gì ạ? Một dạng là cảm biến hôn, là cảm biến không chạm. Mọi người sẽ thấy được như giống như Yamaha ấy, tỷ lệ hỏng nó rất là thấp. Đúng không ạ? Tỷ lệ hỏng rất thấp, thấp hơn nhiều so với dòng Honda. Honda tỷ lệ hỏng về cảm biến TP cao hơn rất nhiều. Đúng không ạ? Anh em thay cảm biến TP rất nhiều rồi. Ví dụ như là cảm biến của P6 và Winner, mọi người thấy rằng tỷ lệ hỏng bây giờ rất là nhiều. Nó hỏng theo kiểu dạng là đứt điểm. Đúng không ạ? Đứt tiếp điểm. Đoạn chạy mà nó thường đứt ở tiếp điểm cao thôi. Tại tốc độ khoảng vào góc mở khoảng tầm độ 60 độ đến 70 độ bắt đầu nó bị đứt. Đúng không ạ? Rồi tí nữa sẽ giải thích cho mọi người đoạn đấy nhá, cái cách kiểm tra như vậy. Rồi. Rồi ok chưa? Mạng ok chưa? Thấy nhiều anh em hỏi mạng là như nào? Em ở đây kiểm tra mạng vẫn nét bình thường nhá. Rồi anh kiểm tra lại mạng của mình. Rồi bên chúng ta cùng tiếp tục này. Thì mọi người lưu ý là chúng ta có hai loại nhá. Một loại là cảm biến hôn, được chưa? Cái tỷ lệ hỏng của cảm biến hôn nó thấp hơn rất nhiều so với cảm biến của dòng Honda, tức là dòng Yamaha và Piaggio tỷ lệ hỏng rất thấp, đúng không ạ? Rồi đấy là hai dạng biến trở, dạng cảm biến TP, đúng không ạ? Trên thị trường có hai loại thôi. Một loại là quẹt than điện trở và loại thứ hai là loại cảm biến hôn, cảm biến không chạm. Ok không ạ? Mọi người ok không ạ? Rồi, thì mọi người lưu ý này, ở đối với cái dòng cấu tạo của cảm biến TP ấy, thì nó giống như một con biến trở mà thôi. Thì chúng ta sẽ có một cái đầu vào cấp nguồn như hôm trước ấy, chúng ta gọi là một cái nguồn đa năng. Thì mọi người sẽ thấy được cái góc mở nhỏ của chúng ta ấy, thì tương ứng với cái điện áp nó nhỏ và góc mở lớn tương ứng với điện áp lớn. Vì sao mọi người sẽ thấy được ở đây là sẽ có cái cảm biến, một con biến trở này. Mọi người nhìn trên sơ đồ mạch điện ấy, sẽ có một con biến trở đúng không ạ? Cái hình zig zag ấy, zig zag ở trên sơ đồ ấy. Anh em nhìn cái sơ đồ đúng không ạ? Mọi người in cái sơ đồ ra nhá, in sơ đồ ra. Mọi người lên in cái sơ đồ hôm trước em gửi cho mọi người ấy, in ra thì nó mờ một chút, hoặc là chúng ta lên tìm kiếm những cái quán in nào ấy nó nét thì chúng ta sẽ in được nét hơn, đúng không ạ? Chúng ta sẽ nhìn trên sơ đồ. Thì trên sơ đồ tất cả các loại cảm biến chúng ta đều là một con biến trở thôi, một loại biến trở 2 giây, một loại biến trở 3 giây mà thôi, đúng không ạ?
chúng ta có con biến trở của TB này nó khác với biến trở của dạng của MAP nhá. Tí chút nữa chúng ta sẽ học về MAP. Hôm nay chúng ta tìm hiểu lốt về cảm biến TB, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu cái góc mở của cảm biến TB rất quan trọng nhá. Mọi người ok không ạ? Ok không? Ok chưa? Rồi chúng ta cầm kiểm tra như nào trên máy chẩn đoán này. Chúng ta sẽ nhìn trực tiếp trên máy chẩn đoán. Đối với những dòng Honda hay những dòng khác đều có góc mở riêng từng hãng một nhá. Theo quy chuẩn, theo tiêu chuẩn của từng hãng sản xuất một. Ví dụ hàng sản xuất Honda nó sẽ quy chuẩn về 0.0 độ. Góc mở là 0.0 độ và điện áp nhá, mọi người lưu ý này. Mỗi một cảm biến chúng ta cần quan tâm đến hai giá trị. Một đó là góc mở. Ví dụ như cảm biến TB nó sẽ liên quan đến góc mở. Thì chúng ta nhìn vào góc mở nó dễ hình dung hơn là cái vị trí cái điện áp. Nên là chúng ta sẽ cùng quan tâm đó là cái góc mở đầu tiên. Còn cái việc quy đổi điện áp với cái góc mở thì như thế nào thì do gì ạ? Do ECM được lập trình tính toán rồi. Thế nên là chúng ta chỉ cần quan tâm đến cái góc mở chính xác của tiêu chuẩn của từng hãng thôi. Ví dụ dòng Honda nó sẽ tiêu chuẩn là góc mở là 0.0 độ là tiêu chuẩn của hãng là chính xác. Và khi chúng ta mở góc mở bấm ga của chúng ta này mà chúng ta mở lên ấy, khi chúng ta mở máy mở khóa lên và chúng ta không đổ máy hoặc chúng ta không kéo tay ga thì góc mở bấm ga của chúng ta phải nằm im một giá trị. Ví dụ như góc mở chúng ta là 0.0 độ và điện áp là 370 độ. Ví dụ ở đây là 370 mV. Điện áp là 370 mV. Khi chúng ta không đổ máy thì hoặc là chúng ta không tác động đến vị trí bấm ga hoặc là chúng ta có thể nổ máy cũng được. Thì chúng ta có để đấy cả hàng ngày, hàng tuần, có nghĩa là để đến bao giờ cũng được thì góc mở chúng ta không được phép nhúc nhích. Thì lúc đấy điện áp cái cảm biến TB của chúng ta mới ổn định được. Còn với một số cái tình trạng mà mọi người thấy được là cái vị trí của bấm ga của chúng ta hoặc là cái điện áp bấm ga của chúng ta ấy, là khi chúng ta để nổ garanti hoặc là chúng ta để trạng thái không, khi chúng ta không tác động vào bấm ga tại vị trí bấm ga và tay ga của chúng ta ấy, cảm biến tay ga của chúng ta đang ở trạng thái dơ không bị treo thì cái điện áp TB và cái điện và cái cảm biến của chúng ta phải đứng im một chỗ một giá trị. Ví dụ như là điện áp của chúng ta là 370 mV thì khi chúng ta nổ garanti hoặc là chúng ta mở khóa điện để nguyên khi chúng ta không tác động đến cảm biến TB thì nó không được phép thay đổi, đúng không ạ? Một số cái xe mà chúng ta thấy được là cái cảm biến cái điện áp của cảm biến TB này nó thay đổi giá trị, ví dụ nó nhiễu, ví dụ như là nó nhảy là 380 mV ấy, hoặc là nhất là những cái dòng xe Peugeot các anh em nào sửa Miu rồi chúng ta sẽ thấy được cái dòng xe Peugeot ấy nó sẽ hay bị cái giá trị là khi chúng ta để garanti hoặc là chúng ta để thả trạng thái không khi ta không tác động với cảm biến TB ấy thì cái điện áp của TB này nó sẽ bị nhiễu, nó nhảy lên là nó nhảy lên tăng giảm. Hoặc là có một số anh em nhìn thấy chỉ số trên máy chẩn đoán. Đối với dòng góc mở của vị trí bấm ga của dòng Peugeot ấy thì góc mở của nó sẽ là tương đương với 2.4 độ, tức là góc mở nó khi chúng ta hạ hết tay ga nó sẽ là mở là 2.4 độ ấy chứ không phải là 0.0 độ như Honda đâu nhá. Mọi người lưu ý phần này nhá. Lưu ý cái phần này, cái cảm biến TB góc mở vị trí bấm ga của TB ấy thì nó sẽ ở đối với dòng Honda thì nó là 0.0 độ nhưng đối với dòng Peugeot thì nó sẽ là 2.4 độ. Tí nữa sẽ giải thích cho mọi người. Đúng không ạ? Tí nữa một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người cái vì sao nó lại ở cái giá trị là 2.4 độ. Nó là như vậy. Một chút nữa sẽ giải thích cho mọi người nha. Sẽ có tiêu chuẩn của từng hãng. Thế nên là khi chúng ta nhìn thấy trên máy chẩn đoán ấy, khi chúng ta nổ garanti hoặc chúng ta để nguyên mà thấy cái giá trị điện áp của TB hay là cái góc mở của TB này nó thay đổi giá trị, nó bị nhiễu, ví dụ như là 370 380 390, nó thay đổi liên tục như vậy mà khi chúng ta không tác động đến thì tức là một là cái đường truyền tín hiệu của cảm biến TB hoặc là mát hoặc là có nghĩa đường truyền đường dây của chúng ta đang có vấn đề, tức là chạm chập gì đó hoặc là cái bị nhiễu do tín hiệu điện của các tín hiệu khác, ví dụ như mobin hoặc là tín hiệu khác nó làm gây ra bị nhiễu cái tín hiệu điện báo về cho ECM nó bị nhũng nhiễu tín hiệu đấy. Ba là cái do cái TB của chúng ta nó bị mòn cái giá trị điện trở bên trong hoặc là bị sai lệch rất nhiều là bị, hoặc là giống dòng Peugeot thì nó bị dơ, bị lỏng. Mọi người hôm nay hơi khó nhìn đúng không ạ? Hôm nay giải thích thì mọi người sẽ nhìn thấy được là khi nó bị dơ cái cục nam châm bên trong này, cái cục từ bên trong này thì lúc đấy khi chúng ta nổ garanti bắt đầu chúng ta thấy nó bị nhiễu cái giá trị góc mở nó sẽ lên nhảy đến góc mở là 2.3, 2.4, 2.2. đó, anh em nào sửa Miu rồi sẽ nhìn thấy hoặc là anh em nào để ý sẽ thấy được cái giá trị như này. Thì TB của chúng ta nó sẽ bị nhũng nhiễu, nó nhảy loạn lên, nó giá trị tăng thay đổi như vậy là lúc đấy đang có vấn đề, đúng không ạ? Mọi người comment cái hình dung ra cái vấn đề không ạ? Hình dung vấn đề của TB không ạ? Cảm biến TB khi chúng ta không tác động đến thì nó phải làm im một giá trị. Rồi có một số anh em là mọi người gì này? Mọi người hình dung ra được cái vấn đề là ở một số anh em là chúng ta kéo cái điện áp TB lên hoặc là giảm cái điện áp TB xuống thì đó là mục đích là gì ạ? Tăng cái điện áp TB vì TB nó sẽ trực tiếp can thiệp vào xăng và lửa. Góc đánh lửa và thời gian phun xăng. Đây là nhiều anh em mà kéo cái điện áp TB mục đích là gì? Tăng thời gian phun xăng mà lên mà thôi. Đúng không ạ? Cái điện áp tiêu chuẩn của nó sẽ từ mọi người có thể kéo lên đối với dòng Honda thì kéo lên khoảng 500 mV. Tùy.
Nếu là lên góc mở 0 đến 1 độ chẳng hạn thì chúng ta có thể đồng bộ lại, nó sẽ về 0.0 độ. Cái đấy thì chúng ta chỉ việc reset là sẽ được thôi. Rồi cái này thì em không giải thích, không giới thiệu ở phần này nhá. Đó là cái mọi người đang tác động bên ngoài. Đúng không ạ? Ok không ạ? Mọi người comment ok không ạ? Để chúng ta cùng tiếp tục. Đó mọi người chia sẻ nhá. Chia sẻ livestream. Vì hiện tại thực tế là những cái buổi sau em sẽ trong cái lịch tuần tới em sẽ thông báo lại cái lịch học, vì đợt này em cũng rất là bận và em đang phải tập trung đi học. Tranh thủ đợt này dịch không làm gì được thì bắt buộc phải đi học. Rồi thế nên là sẽ sắp xếp lại cái lịch học sau nhá. Sẽ chắc là sẽ phải giãn ra thì em phải có lịch học của em khá nhiều. Sắp xếp phải đi học thôi ạ, mọi người. Rồi mọi người ok chưa? Ok phần này chưa? Rồi. Mọi người hiểu bản chất nhá. TB của chúng ta, tất cả các loại cảm biến TB, tất cả các hãng xe đều sử dụng loại cảm biến TB 3 giây. 3 giây nhá. 3 giây thì đều phải có này. 3 giây là một có phải có này ạ. Hôm trước giải thích cho mọi người là gì? Cảm biến loại đối với cảm biến 3 giây thì nó phải có nguồn nuôi. Đúng không ạ? Nguồn nuôi, mát và chân tín hiệu. Đó là 3 giây, bắt buộc phải kiểm tra như vậy, đều phải có nhá. Rồi ok. Rồi chúng ta sẽ cùng tìm hiểu tiếp theo ở trên cái sơ đồ nguyên lý và cái thực tế trên xe để chúng ta cùng tìm được. Đối với một số anh em là chúng ta phải nhìn cái sơ đồ, ví dụ chân rắc này ở trên bộ ba cảm biến ấy, chân 1, chân 2, chân 3, chân 4 nó là cái gì, thì chúng ta sẽ phải, rất nhiều anh em chúng ta sẽ phải nhớ rất nhiều, hoặc là chúng ta phải luôn luôn phụ thuộc vào cuốn tài liệu. Thì cái phương pháp của em đó là gì? Chúng ta phải tra cứu trên sơ đồ mạch điện. Trên sơ đồ nó sẽ biết ngay, chúng ta biết được dây nào là dây tín hiệu của cảm biến TB, dây nào là dây nguồn VCC, đúng không ạ? Trên bộ ba cảm biến của chúng ta có 5 dây thôi. 5 dây chúng ta sẽ tìm hiểu được là dây nào là dây tín hiệu VCC, dây nào là dây nguồn VCC, dây nào dây tín hiệu của cảm biến TB, dây nào dây tín hiệu của cảm biến IAT. Chúng ta có nhìn được trên sơ đồ không? Đó, mọi người có nhìn được trên sơ đồ không ạ? Vâng. Vâng, học nhiều chứ anh, học liên tục có được nghỉ đâu. Liên tục học, học liên tục ạ. Chẳng qua đợt vừa rồi là cứ phải đi đào tạo liên tục nên là không có thời gian nghỉ. Nghỉ là em phải đi học ngay, đúng không? Học liên tục. Phải học liên tục chứ làm sao được nghỉ, đúng không? Rồi, mọi người nhìn đúng không ạ? Mọi người nhìn được cái hiểu rồi ạ. Rồi mọi người có tra được cứu ở trên sơ đồ, khi bây giờ chúng ta cùng tìm ở trên clip 110, bây giờ cần tìm hiểu cái tín hiệu của TB chúng ta có tìm được không ạ? Mọi người lưu ý là chúng ta phải làm được trên sơ đồ nhá, thì chúng ta mới chủ động được cái việc của chúng ta không phụ thuộc vào bất kỳ một cuốn tài liệu nào hết. Thì chúng ta bắt buộc và chúng ta phải nhìn được trên sơ đồ, đúng không ạ? Thì chúng ta sẽ cần tìm hiểu cảm biến TB của dòng Honda bộ ba cảm biến, chúng ta tìm ngay được cái chân đó là chân tín hiệu của TB, đúng không ạ? Rồi mọi người hình dung ở trên sơ đồ này, hôm trước em gửi cái bảng tiếng Anh viết tắt trên sơ đồ mạch điện ấy, thì nó sẽ có những cái từ viết tắt ở trên sơ đồ, thì mọi người phải lưu ý là chúng ta phải biết cái từ ngữ viết tắt đấy nó là cái gì. Mọi người hình dung nhá, ví dụ như ở trên sơ đồ cái sơ đồ nguyên lý của cái dòng xe Lip 110 đó là chân số 5 là THL. Mọi người lưu ý nhá, những cái từ viết tắt này, THL chính là chân trạng thái tín hiệu của gì ạ? Cảm biến TB. Thì mọi người sẽ nhìn thấy trên tất cả các dòng xe Honda hay những dòng xe khác, thường người ta sẽ ký hiệu là THL. Thì mọi người lưu ý là những chúng ta phải quan sát được những cái từ viết tắt như vậy, thì chúng ta sẽ cùng chủ động được cái việc là chúng ta không phụ thuộc vào cuốn tài liệu, đúng không ạ? Vì mỗi một xe nó một vị trí khác nhau, thì chúng ta chỉ cần nhìn trên sơ đồ chúng ta biết ngay chân đấy là chân gì. Là chúng ta cần tìm, ví dụ như chúng ta cần tìm là TB đang bị lỗi thì chúng ta chỉ cần xác định được chân đấy thôi. Còn chút nữa sẽ giải thích cho mọi người, nếu đứt chân nào chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn thấy ngay. Đó, chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta xác định được ngay đó là gì ạ? Nó đứt chân nào luôn, nhìn trên máy được ngay. Được không ạ? Mọi người muốn nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn thấy ngay biết đứt chân nào không? Nó có 3 giây chúng ta nhìn biết ngay đứt chân nào không? Comment đi ạ. Mọi người comment nhá. Bây giờ ví dụ trên máy chẩn đoán này, chúng ta muốn nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta biết ngay có 3 giây của nó, dây nào đứt, dây nào chân nào đứt chúng ta nhìn thấy ngay không? Chúng ta có nhìn thấy, muốn nhìn thấy ngay không? Nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán đứt chân nào nhìn thấy luôn. Đó. Thôi đấy là cái cách mà kiểm tra đường dây thôi. Đó, chỉ số trên máy chẩn đoán nó sẽ báo cho chúng ta biết rồi, đứt dây nào chúng ta nhìn thấy ngay. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Mọi người có nhìn được cái hôm nay các mọi người có cầm sơ đồ trên tay không? Nhớ nhá, chúng ta phải cầm sơ đồ trên tay thì chúng ta mới hiểu được bộ ba cảm biến này. Thì chúng ta chỉ cần nhìn một sợi dây, ví dụ chúng ta học cảm biến, chúng ta nhìn thấy cảm biến trên MAP hay cảm biến TB hay cảm biến IAT trên bộ ba cảm biến chúng ta bị lỗi là chúng ta nhìn thấy ngay chân nào chúng ta cần phải đo và chân đấy phải có bao nhiêu volt, đúng không ạ? Đó, mọi người phải lưu ý nhá, chúng ta phải học đến đâu thì chúng ta hiểu ngay để sau này chúng ta không quan tâm nó là chân nào, chúng ta sẽ nhìn biết ngay chân đấy phải có bao nhiêu volt, đúng không ạ? Là chúng ta xác định được là EC hỏng hay đường dây đứt hay cảm biến hỏng, phải không ạ? Đó là cách mà chúng ta cần làm nhanh nhất có thể. Rồi mọi người comment đi ạ. Để cái này phần sơ đồ chúng ta cần có rất quan trọng để chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Sau khi tìm hiểu xong sơ đồ em sẽ giải thích cho mọi người góc mở nhá. Rồi thì vị trí ví dụ bị treo búng ga thì nó sẽ bị ảnh hưởng như nào, đúng không ạ? Treo búng ga sẽ ảnh hưởng như nào. Rồi đây là mấy hôm nay thì đang bận soạn cái chương trình cái cuốn
giáo trình này, nên là hơi bận. Đây là hôm nay vẫn chưa kịp sửa cái giáo án, cái phần slide mọi người em xem ấy. Mọi người xem hôm trước là cái slide ngang ấy, thì hôm nay đến hôm nay thì bận chưa kịp sửa cái slide ngang, nên là bắt buộc phải xem lại slide dọc này, vì em đang sửa slide dọc nhiều. Rồi, thì slide dọc bắt đầu nó chi tiết hơn. Rồi mọi người đúng không ạ? Ok, chúng ta sẽ cùng tiếp tục tìm hiểu nhá. Ví dụ như trên bộ ba cảm biến này, chúng ta sẽ tìm hiểu ngay trên sơ đồ mạch điện là nó ở vị trí chân là chân số 5, đúng không ạ? Chân số 5 chúng ta tìm được ngay trên sơ đồ rồi, đúng không ạ? Rồi nó màu dây là màu dây gì chúng ta tìm thấy ngay, màu dây gì ở chúng ta so với bộ, ở trên bộ ba cảm biến chúng ta cũng nhìn thấy ngay. Ví dụ ở đây là mọi người nhìn thấy trên bộ ba cảm biến, ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ngay, biết ngay nó là chân nào và chân đấy phải có bao nhiêu vôn, chúng ta sẽ tìm hiểu nhá. Mọi người lưu ý là ở trên TB này, khi chân số 5 này khi chúng ta rút rắc ra nhá. Rút rắc ra là chúng ta sẽ thấy được là cái chân số 5 này nó sẽ không có điện áp nhá. Nó không như cái chân số 14 là chân cái cảm biến TB này, nó khác so với cái chân khác nha mọi người đi nhá. Chân TB này nó sẽ không có điện 5V khi chúng ta rút rắc ra đâu nhá. Chân số 5 này là cái chân mà lấy điện áp về, chứ không phải là cái đưa điện áp ra như cảm biến IAT và cảm biến ECT. Hai cảm biến đó là khác so với cảm biến số 5. Mọi người lưu ý nhá, chân số 5 này nó khác so với hai cái cảm biến kia. Cảm biến TB này nó khác so với cảm biến IAT và ECT và MP luôn. Hai cảm biến TB nó khác hoàn toàn nhá. Cảm biến TB là lấy tín hiệu điện áp vào. Mọi người lưu ý nhá. Tín hiệu cái riêng cảm biến TB là lấy tín hiệu điện áp vào, chứ không phải đi ra như cảm biến IAT và ECT. Rồi, bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Rồi chút nữa sẽ giải thích cho mọi người ở cái phần dây rắc. Ok không ạ? Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được là ở trên cái vị trí bơm ga này, chúng ta cần quan tâm đến góc tiêu chuẩn của từng hãng sản xuất. Ví dụ như là góc tiêu chuẩn của Honda nó sẽ tiêu chuẩn là 0.0 độ. Thì mọi người sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ phải là 0.0 độ, là tức là tiêu chuẩn là chính xác. Còn khi chúng ta chưa kéo TB lên, chưa kéo vị trí tay ga của chúng ta lên, thì góc mở bơm ga của chúng ta mà treo ở giá trị bất kỳ ngoài 0.0 độ thì tức là cảm biến TB của chúng ta đang có vấn đề. Đúng ạ? Lỗi, một là do kẹt, hai là do cảm biến TB của chúng ta bị hỏng, bị lỗi rồi. Đúng ạ? Đó là dòng Honda. Với dòng Yamaha nó sẽ có góc mở khác hoàn toàn so với dòng Honda. Nó sẽ là góc mở tiêu chuẩn, nó sẽ là 16 độ cho đến khoảng 20 độ. Tiêu chuẩn nhá, mọi người lưu ý là góc tiêu chuẩn nó sẽ từ 16 độ đến 20 độ. Thì nên là không phải là một số anh em sẽ nhìn vào ô tại sao nó lại 16 độ, không phải như 0 độ như Honda. Mọi người dùng ạ. Dòng Piaggio, dòng Yamaha thì góc mở tiêu chuẩn của vị trí bơm ga nó sẽ là 16 độ. 16 độ nhá. Mọi người lưu ý này, nó là 16 độ, không phải như Honda là 0.0 độ đâu nhá. Góc mở là 16 độ, 16 đến 20 độ là tiêu chuẩn, đúng không ạ? Rồi đối với dòng xe Yamaha, Piaggio thì nó sẽ là góc mở là 2.4 độ, nó không phải là 0.0 độ. Và đối với dòng Piaggio mọi người sẽ thấy được là đối với dòng Piaggio ấy thì mọi người sẽ thấy được là cái điện áp và cái góc mở bơm ga của Piaggio bao giờ nó thỉnh thoảng nó sẽ có một số cái dòng mọi người thấy được là góc mở nó sẽ bị nhiễu là 2.2, 2.3, 2.4, 2.5. Ví dụ như vậy, nó cứ nhiễu như vậy, nó nhảy như vậy là tức là cái thanh nam châm ở cái phần trong cái mưu của chúng ta đang bị dơ, đang bị lỏng rồi. Anh em chỉ việc hút cái thiếc ra và cố định lại nó là được thôi. Anh em làm chưa? Có anh em làm tháo mưu, hút cái hút chì của mưu ra chưa? Hút thiếc của mưu ra, sau đó cố định lại cái việc cái cảm biến TB chưa? Có anh em làm 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 con mưu chưa? Anh nào sửa mưu chưa? Mưu mà nó bị nhiễu TB chưa? Vâng, có anh nào sửa mưu chưa? Rồi, anh Lành nói cười tươi thế, mất anh Lành thế nào? Sửa mưu chưa? Rồi, bây giờ chúng ta cùng tiếp tục nhá. Đối với dòng SYM thì nó tiêu góc mở tiêu chuẩn nó sẽ là 0.5 độ, đúng không ạ? Chúng ta sẽ phải tính ra là không phải tiêu chuẩn góc nào cũng giống nhau nhá. Của hãng nào là giống nhau đâu, nó sẽ phải góc mở tiêu chuẩn. Tiêu chuẩn. Rồi các anh phải tháo ra đi, mua một con về trải nghiệm đi, đúng không ạ? Vâng, anh Nành Đỗ thì chuyên gia rồi, đúng không ạ? Rồi mọi người hãy làm gì ạ? Chúng ta mua về chúng ta trải nghiệm đi, đúng không ạ? Đừng sợ, phá nó ra đi. Bao giờ muốn thành công thì bắt đầu nó cái độ phá của chúng ta nhiều lên thì thành công chúng ta càng nhiều, đúng không ạ? Tức là gì, chúng ta phải biết được là chúng ta làm như vậy là nó không được, đúng không ạ? Qua bao thất bại thì mới thấy được là làm như thế không được, đúng không ạ? Mất tiền thông minh ngay, đúng không ạ? Cứ mất tiền cái thông minh ngay. Rồi mọi người hình dung ra chưa? Đối với những dòng, đây là góc tiêu chuẩn nhá, mọi người lưu ý nhá, đây là góc mở tiêu chuẩn của từng hãng một. Ví dụ Honda là 0.0 độ, Yamaha là 16 độ, SYM là 0.5 độ và Piaggio nó là 2.4 độ, đó là góc mở tiêu chuẩn, đúng không ạ? Thì đấy là lưu ý. Và đối với một số cái dòng xe mọi người sẽ thấy được SH nhập nó hay bị hỏng cái lỗi là gì ạ? Mất cao áp.
nó lỗi cảm biến TB, đúng không? Lỗi cảm biến TB là cái điện áp góc mở bình ga lúc nào nó cũng treo lên. Cái dòng dòng mà turbo anh em hay gọi là turbo ấy, đúng không? Như thực tế nó gọi là SM của gì ạ? Của dòng xe SH nhập này, nó hỏng rất nhiều, lỗi rất nhiều, đúng không? Cái lỗi TB thì khi chúng ta thấy được là nếu không, chúng ta không có máy chẩn đoán ấy, chúng ta thấy được là khi xe khách gắt đến nhá. Nếu anh em là không có máy chẩn đoán nhá, cái này không đo được nhá. Anh em không đo được ở trong MIU đâu nhá. Cái SM của SH nhập mọi người không đo được cảm biến TB đâu. Nếu anh em không có máy, mọi người sẽ không làm được. Không máy chẩn đoán nhá. Mọi người lưu ý là nếu chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ không sửa được, chúng ta không xác định được cái lỗi TB của cái xe SH nhập nha. Vì cái SH nhập nó tích hợp ở trong cái SM ở trong họng ga rồi. Nên là một số anh em mà sửa cái dòng turbo, gọi là turbo đi, gọi turbo cho anh em dễ hình dung vì anh em hay gọi như vậy. Thì cái việc là anh em sửa cái phần turbo này đến, khách hàng đang đến là xe bị mất cao áp, đúng không ạ? Thì nhiều anh em sẽ mang gì ạ? Đi thử mô bin, thử CKB rồi rất nhiều vấn đề. Thử như thực tế là gì ạ? Cảm biến TB của chúng ta bị treo. Nó treo một giá trị khoảng trên 30 độ trở lên thì bắt đầu nó bị mất cao áp và lúc này nó không báo lỗi. Nếu anh em không có máy chẩn đoán, chúng ta sẽ rất khó xác định được cái lỗi này liên quan đến turbo. Nếu anh em nào muốn mà ví dụ như là muốn thử mua kiểu dạng phương pháp ngày xưa là thay thế loại trừ, đúng không ạ? Mua một con turbo mới về nó khoảng độ 6-7 triệu về thử, xong đến lúc nó không phải thì lúc này khổ lắm, đúng không ạ? Thế nên là mọi người lưu ý nha. Cái việc là bây giờ chúng ta lên sử dụng cái máy chẩn đoán để chúng ta xác định nhanh nhất có thể, đúng không ạ? Chúng ta đều làm thủ công cũng được, nhưng lúc đấy nó sẽ bị mất rất nhiều thời gian mà lúc đấy mọi người sẽ không tự tin trong cái công việc của mình. Thì nên là chúng ta nên có những cái chiếc máy chẩn đoán. Em nghĩ trên thị trường bây giờ rất nhiều máy chẩn đoán và có rất nhiều máy cũ bán trên thị trường. Thì mọi người nếu anh em là không có đủ điều kiện thì chúng ta có thể mua những cái máy đấy về để hỗ trợ chúng ta. Đúng không? Rất nhiều, chúng ta phải nhìn được. Thì đối với dòng Piaggio, với dòng Turbo ấy, Turbo, anh em hay gọi Turbo thì em sẽ gọi như vậy nha. Thì cái việc cảm biến TB của chúng ta nó bị treo một giá trị, ví dụ như góc ở 25-30 độ thì nó sẽ bị mất cao áp. Thì lúc đấy nhiều anh em sẽ bị vật vì cái lúc này chúng ta không đo được cảm biến TB. Đối với dòng TB rời như là bộ ba cảm biến hay TB của những cái dòng xe đời mới thì chúng ta có thể bị rút cái rắc TB ra là chúng ta biết ngay được cái lỗi liên quan đến treo TB. Nhưng đối với dòng xe cái Turbo của SH nhập thì nó nằm bên trong rồi, mọi người không có cách nào để đo, không có cách nào nhìn, đúng không? Không có cách nào giả lập được. Thế nên là mọi người nên lưu ý là chúng ta nên có những chiếc máy chẩn đoán để chúng ta tự tin hơn trong công việc và rút ngắn cái thời gian hơn làm việc, đúng không ạ? Giao tiếp với khách hàng nó tự tin hơn. Đó là cái điều mọi người phải hình dung ra cái việc là chúng ta nên thay đổi, đúng không ạ? Nếu chúng ta làm truyền thống thì mãi mãi nó chỉ vậy, nên chúng ta phải thay đổi đi, đúng không ạ? Ok không ạ? Mọi người hình dung ra được cái lỗi liên quan đến cảm biến TB trong cái dòng xe Turbo của SH nhập chưa? Turbo SH nhập nó hay bị lỗi cái TB đấy. Anh em sửa rất nhiều, đúng không ạ? Rồi mọi người ở đây liên hệ với anh Lành Đỗ nhá. Anh Lành Đỗ cho số điện thoại lên đây, anh em nào cần sửa thì gặp anh Lành nha. Anh Lành comment số điện thoại lên nhá. Rồi mọi người ok chưa? Mọi người ok chưa? Chúng ta hiểu cái vấn đề chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ hiểu được cái cấu tạo và cái giá trị của cảm biến TB của từng hãng một, tiêu chuẩn của từng hãng, tức là góc mở từng hãng chưa? Rồi mọi người sẽ chúng ta cùng tiếp tục nhá. Chúng ta đã hiểu phần này chưa? Để chúng ta tiếp tục sang phần khác tiếp theo. Vâng, hôm nay có vẻ là anh em đi. Rồi, hôm nay ngày Tết khác, anh em chắc cũng nhậu hết rồi đúng không ạ? Giờ mới được 400 anh em thôi. Rồi, chúng ta tiếp tục này. Đó đây là một số cái hình ảnh nhá. Anh em nào mà chúng ta ít va chạm thì chúng ta sẽ nhìn thấy em đây ở các cái slide em sẽ mô phỏng tất cả các hình ảnh của các vị trí của từng loại TB của từng hãng rồi. Tiêu chuẩn dạng phổ thông như vậy. Và mọi người hình dung ra được cái TB này nó luôn luôn nằm ở cái họng ga của chúng ta và nằm ở cái vị trí cái dây ga của chúng ta ấy. Mọi anh em hay hình dung như vậy, đúng không ạ? Nó cái TB là gì? Là cái kết nối giữa con người với cái xe, đúng không ạ? Mong muốn của con người với cái xe. Thì mọi người thấy được là chúng ta muốn tăng tốc thì cái gì ạ? Cái TB là cái kết nối giữa con người với cái xe. Đấy là mục đích cứ đơn giản như vậy thôi, đúng không? Giải thích nhiều nó bị hơi bị rối. Đúng không? Rồi chúng ta giả lập thì nó đơn giản quá rồi. Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được một số cái lỗi liên quan đến cái việc TB của chúng ta sai vị trí. Một số anh em là chúng ta thấy được là cái lỗi trong giải và không báo đèn, vừa rồi giải thích cho anh em là cái lỗi của TB của dòng xe SH nhập nó hay bị lỗi cái báo TB, đúng không ạ? Lỗi TB thì cái lỗi đấy là lỗi trong giải. Lỗi trong giải nhá, lỗi trong giải là cái TB của chúng ta là lỗi trong giải. Đối với dòng xe có TB rời và bộ ba cảm biến thì chúng ta rất là dễ dàng là chúng ta chỉ việc rút cái rắc TB ra là chúng ta sẽ biết được là lỗi rồi. Nếu cách chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta đều làm như vậy nó rất là nhanh. Nhưng đối với dòng turbo của SH nhập chúng ta không có cách nào để kiểm tra được. Được chưa? Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến một số cái lỗi trong giải nhá. Mọi hình dung ra được cái lỗi trong giải là cái lỗi không báo đèn. Tức là hôm trước giải thích cho mọi người là mỗi một cảm biến nó sẽ được có giá trị điện áp nó hoạt động trong giải bao nhiêu, từ bao nhiêu đến bao nhiêu thì nó sẽ không báo lỗi, còn ngoài con số đó
thì nó sẽ báo lỗi. Hôm trước giải thích cho mọi người rồi đúng không ạ? Rồi thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu. Ví dụ như đối số là góc mở của chúng ta lớn hơn 30 độ đến hoặc 60 độ thì lúc đấy sẽ thấy được là có một số lỗi xảy ra như sau. Sẽ thấy được là mất phun xăng đánh lửa, đúng không ạ? Mất phun xăng đánh lửa. Đối với dòng piezo thì mọi người sẽ thấy chưa? Tí nữa sẽ chúng ta thực hành trên piezo, ở đây sẽ có piezo này. Thì chúng ta sẽ cái gì ạ? Góc mở bơm ga chúng ta cao thì chúng ta mất khởi động luôn. Đối dòng piezo tí nữa chúng ta sẽ thực hành luôn ở đây. Ở đây có xe thì mình sẽ giải thích cho mọi người quan sát được cái lỗi đấy trực tiếp trên xe luôn. Nếu chúng ta không có máy chẩn đoán, một chiếc xe piezo dắt đến là gì ạ? Nó lỗi là lỗi do gì ạ? Treo điện áp TB. Thì đến xe không đề được thì có phải là nhiều anh em sửa được khởi động không? Sửa đề không? Đúng không ạ? Một số cái lỗi cơ bản thôi. Nếu anh em không nhìn được trên máy chẩn đoán, chúng ta sẽ lúc đấy chúng ta sẽ đi sửa đề ngay. Một số anh em sẽ đi sửa dơ le đề, sửa công tắc đề, rồi nhiều vấn đề liên quan đến khởi động, đúng không? Rất nhiều anh em sẽ bị lỗi phần này, đúng không ạ? Rồi đấy là lỗi như vậy. Đối với dòng xe Honda, một số dòng khác thì có thể là xe nó bị chạy mất phun xăng, mất đánh lửa, ví dụ như vậy. Và có một số cái tình trạng như này, có một anh thợ ngày trước là cái trong tình trạng là sửa cái xe, chiếc xe của xe lít nhá. Xe lít đời 110, lít 110, đời lít hoặc SR, em không nhớ là lít SR. Anh ấy làm cả buổi sáng luôn, tức là anh làm mất một từ sáng, từ tầm độ 9 giờ sáng cho đến khoảng 2 giờ chiều. Mà làm liên tục từ lúc đấy đến 2 giờ chiều không ra. Mà nhà anh ấy là, bản thân anh ấy là bán phụ tùng luôn nha. Nhà anh vừa sửa xe và bán phụ tùng thì anh ấy làm sao? Sửa xe đến, khách đến là mất cao áp, đúng không? Mất cao áp nhá, lưu ý mất cao áp này. Thì anh ấy làm, anh ấy thay như này, anh ấy nhà anh bán phụ tùng mà anh thay ESM này, thay Mobin này, thay cuộn phát luôn này. Nhưng mà xe vẫn không nổ máy, đè lên vẫn không có cao áp, đúng không? Thì anh ấy thay liên tục từ sáng, từ lúc khoảng 8 giờ, lúc anh nhớ là từ khoảng 9 giờ đến 2 giờ chiều luôn. Vợ anh ấy bắt đầu gọi điện cho em thì bắt đầu ra sửa, kiểm tra cho cái xe tại sao anh ấy thay toàn bộ rồi anh ấy lấy hết đồ ra anh thử mà không được, đúng không? Thì lúc đấy mình ra mình chỉ việc làm sao cắm cái máy chẩn đoán lên thì nhìn cái góc mở bấm ga làm sao. Nó đã lên đến bao nhiêu? 60 độ. Góc mở khoảng 40 độ, lúc em mở ra thì nhìn thấy ngay là gì ạ? Lỗi TB. Thì mới bảo anh là rút cái TB ra, rút cái giác bộ ba cảm biến ra. Đấy, thì lúc ấy anh ấy lại không thay bộ ba cảm biến cơ, anh ấy thay hết cả các phần khác mà anh không thay bộ ba cảm biến và anh không rút rác ra. Thế khi mình đến mình cắm máy vào mình nhìn thấy ngay góc mở bấm ga đang có vấn đề, đúng không ạ? Thì cắm vào thì lúc đấy làm sao xe có cao áp luôn. Đấy, thì đấy là cái việc mà mọi người thấy được là khi chúng ta không làm theo kiểu truyền thống thì chúng ta sẽ mất rất nhiều thời gian. Khi chúng ta có máy chẩn đoán, chúng ta nhìn thấy góc mở đang sai so với thực tế thì chúng ta thấy được ngay là lỗi rồi, đúng không ạ? Thì lúc ấy cuối cùng là gì ạ? Thay cái bộ ba cảm biến là xong rồi. Đấy là cái lỗi mà một số anh em sẽ thường gặp nhá. Một số anh em hay thường gặp lỗi như vậy. Được. Rồi thì bây giờ mình sẽ thấy được là cái góc mở tiêu chuẩn. Vừa rồi chúng ta sẽ có góc mở tiêu chuẩn thì anh em hay gọi là cái thông số chuẩn, đúng không ạ? Thì đó là cái thông số chuẩn cho mọi người. Thì là góc mở theo từng tiêu chuẩn, theo từng hãng thì nó sẽ phải góc mở khi chúng ta hạ hết tay ga nó phải về 0.0 độ. Đối với dòng Honda, đối với dòng Piaggio thì nó là khoảng gì ạ? 2.4 độ khi chúng ta hạ hết tay ga xuống nó phải như vậy. Đối với dòng Yamaha nó khoảng 16 độ. Đấy là cái tình trạng mọi người sẽ phải biết được góc mở nó tiêu chuẩn là bao nhiêu. Bây giờ chúng ta mở cắm máy chẩn đoán và tự nhiên chúng ta nhìn thấy cái máy góc mở bấm ga chúng ta treo được 30 độ thì chúng ta nhìn thấy ngay nó bị lỗi gì rồi, đúng không ạ? Đúng ạ, mọi người sẽ hình dung ra được vậy. Rất nhiều anh em nó bị cuống, nó bị vật, đúng không ạ? Chúng ta bắt đầu cuống lên, bắt đầu chúng ta bị vật. Thay hết tất cả mọi thứ rồi nhưng cuối cùng lại cái cần thay lại không thay, đúng không ạ? Nhưng mà như này anh ấy lại là tình huống là ngon, học được bài rồi, lần sau không cần phải gọi mày nữa, đúng không ạ? Đúng, rất nhiều anh em lần sau lại có một cái tình huống đó, lần sau em lại kể câu chuyện khác cũng bị mất cao áp. Thay các loại trên đời nhưng mà cuối cùng cũng không được. Rồi, rất nhiều anh em kiểu học mẹo, thấy ông mày làm ngon đúng không ạ? Lần sau ta cũng học được bài rồi, ta không phải học nữa, ta sẽ cứ thế ta làm, đúng không ạ? Bài mà. Học điện là không phải đơn giản là chúng ta nhìn thấy cách làm được đâu. Thế là lần sau sẽ có một tình huống nó mất cao áp nữa, sau kể chuyện cho mọi người và cảm biến sau, đúng không? Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Mọi người giúp ra được cái lỗi nhá. Mỗi một thông số trên máy chẩn đoán này chúng ta sẽ phải cùng tìm hiểu. Có một số cái lỗi mà gọi là lỗi trong giải. Mọi người lỗi trong giải này, ví dụ như góc mở chúng ta là gì ạ? Khi chúng ta hạ tay ga xuống thì điện áp của chúng ta là gì ạ? Cái vị trí bơm ga nó treo ở, ví dụ như là ở 6,5 độ là điện áp là 819 độ, ví dụ như vậy. Thì chúng ta sẽ thấy được là cái lỗi này là lỗi trong giải. Lúc này sẽ không báo lỗi, xe vẫn nổ máy được, nhưng lúc này chúng ta đi nó sẽ gây ra hiện tượng nào là hụt giật hoặc là lỗi nó không theo mong muốn của con người, tức là nó bị sai so với giá trị thực tế nên xe chúng ta sẽ đi chạy không ngon được. Nếu chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ rất khó để xác định được cái lỗi trong giải. Ví dụ góc mở nó chỉ khoảng là 5 độ, 2-3 độ, 5 độ nó sai giá trị như vậy thôi. Nhưng mà nếu chúng ta không có máy chẩn đoán thì chúng ta sẽ rất rất khó trong cái công việc này. Đó là như vậy. Nếu chúng ta đo chúng ta sẽ rất là khó, chúng ta phải quy đổi điện áp sang cái giá trị góc mở. Nó rất khó. Đây thay vì như vậy chúng ta nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán chúng ta ra rồi. Đúng không ạ? Rồi, đấy là cái lỗi trong giải nhá. Xe không báo lỗi nha, mọi người lưu ý là chúng ta cái việc chúng ta sửa chữa là xe không báo lỗi chứ không phải là cái xe báo lỗi.
Xem vào lỗi thì cực kỳ đơn giản, chúng ta sẽ thấy được ngay cái lỗi bây giờ cái vừa rồi là lỗi trong giải, lỗi không báo đèn nhá. Được chưa? Mọi người lưu ý nhá, lỗi không báo đèn. Đó là như vậy. Và mọi người lưu ý là đối với cái dòng xe TB của dòng xe Honda, khi góc mở đống ga của chúng ta lớn hơn khoảng 3 đến 60 độ trở lên thì lúc nãy chúng ta sẽ thấy được là mất cao áp, và khi chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ không có tốc độ vòng tua máy. Mọi người nhìn nhá. Tốc độ vòng tua máy lúc này nó sẽ không hiển thị cái vòng tua máy của chúng ta đâu nhá. Nói như chúng ta chưa? Không hiển thị vòng tua máy đối với dòng Honda khi góc mở lớn hơn 30 đến 60 độ, đúng không ạ? Sẽ không hiển thị vòng tua máy thì lúc này điều đương nhiên là sẽ mất gì ạ? Mất cao áp, sẽ không nổ máy được. Được ạ? Rồi TB nó sẽ bị ảnh hưởng chưa ạ? Rồi tiếp tục nha, chúng ta sẽ cùng vừa rồi là cái lỗi mà lỗi trong giải, lỗi sẽ không báo đèn. Còn bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái lỗi mà lỗi mọi người sẽ thấy được là nó báo đèn. Thì bây giờ chúng ta cần nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta biết ngay nó đứt chân nào, đúng không ạ? Vì cảm biến chúng ta 3 giây. Thì 3 giây này thì chúng ta sẽ nhìn thấy máy chẩn đoán, chúng ta biết ngay là đứt dây dương, đúng không ạ? Dây cấp nguồn cho gì ạ? Cảm biến TB, dây mát SG cho cảm biến TB và dây tín hiệu cho cảm biến TB. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn thấy ngay được cái lỗi này. Đúng không ạ? Rồi thì đầu tiên trước khi chúng ta đến cái lỗi mà liên quan đến báo đèn thì chúng ta cùng kiểm tra được cái đầu tiên. Đó là chúng ta cách kiểm tra đến cái cảm biến chúng ta hoạt động tốt hay không tốt là cái lỗi trong giải ấy. Một số cái xe như này, một xe hình dung là một cái xe nhá. Một cái xe như này nó bị lỗi ở cái dòng xe P6 hoặc là xe Winner bị rất nhiều. SH cũng vậy, bị rất nhiều ở cái lỗi ở cái đứt cái giá trị điện trở chúng ta ấy. Nó sẽ bị đứt ở cái giá trị tầm cao. Ví dụ như là ở dòng xe P6 có một anh thợ ngày xưa là anh mang đến là cái xe của cái xe P6 ấy là bộ ba cảm biến, đúng không ạ? Thì cái xe đấy chạy với tốc độ là lên 60-70 km/h là chuyện bình thường, khi ở lửa ga đã lên được rồi, rất bốc, rất ngọt. Nhưng khi chúng ta kéo TB lên gần đến mức độ kịch, đúng không ạ? Thì bắt đầu nó bị lỗi giật, và nếu cố tình kéo lên tiếp thì nó sẽ bị gây ra hiện tượng chết máy. Đó, thì là một số tình trạng như vậy. Thì khi đi xe như vậy thì nó rất là khó chịu. Thì cái nó ở giải tầm 60 độ nhá, cái góc mở tầm 60, hơn 60 độ thì bắt đầu nó bị đứt nhá. Thì chúng ta kiểm tra như nào? Nhìn trên máy chẩn đoán, chúng ta kéo kết nối với máy này, kết nối máy với xe trên máy chẩn đoán nhá. Bắt đầu chúng ta kéo cái TB của chúng ta lên đấy, kéo cái TB chúng ta, cái vị trí bấm ga, cái tay ga chúng ta kéo từ từ thôi nhá, kéo từ từ. Và lúc này chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán cái góc mở của vị trí bấm ga nó thay đổi góc mở từng độ một, đều nhau, nó không bị rớt một điểm nào cả. Ví dụ chúng ta kéo đều từ 0 độ cho đến 60 độ nó lên đều đẹp, nó không bị rớt. Nhưng đến 60 độ thì đẹp, nhưng đến lúc đến 61 độ thì bắt đầu nó bị rớt xuống còn 0 độ. Mọi người đúng không ạ? Thì lúc đấy làm sao nó rớt xuống 0 độ và chúng ta kéo lên một chút thì nó lên 63 độ. Mọi người hình dung ra được là nó bị đứt hai điểm, đó là đứt điểm 61 và 62 độ. Mọi người hình dung được ạ? Và lúc này nó không báo lỗi nhá. Chúng ta kéo lên như vậy nó rớt xuống là gì ạ? Xuống còn góc mở là 0 độ và chúng ta kéo lên thì nó lên đến 63 độ. Tức là nó bị đứt rớt điểm đoạn đấy, nên là khi cái TB khi chúng ta chạy với tốc độ là góc mở là khoảng 60 độ thì dưới 60 độ thì chạy rất ngọt ngào bình thường, lên đến tốc độ 60-70 km/h bình thường luôn. Nhưng khi chúng ta kéo lên góc mở lớn hơn một chút thì bắt đầu làm sao? Cái xe chúng ta bắt đầu nó bị giật, nó giảm xuống. Thì lúc đấy là gì ạ? Lỗi do cái đứt cái tiếp điểm. Và mọi người sẽ nếu không có máy chẩn đoán chúng ta đo nó rất là khổ sở. Chúng ta phải đo được điện áp. Còn nếu có máy chẩn đoán chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta kéo từ từ lên. Và con số điện áp và góc mở bấm ga nó sẽ thay đổi đều tăng đều đẹp. Thì lúc đấy cảm biến TB của chúng ta bình thường. Chúng ta không cần phải đo nữa, đúng không ạ? Như vậy là chúng ta thấy được bình thường, không sao cả. Còn nếu mà chúng ta kéo lên từ 0 độ cho đến 60 độ chẳng hạn, nó lên đều đẹp, tăng đều đẹp, nhưng mà đến 61 độ thì nó đứt, nó rơi xuống 0 độ và kéo lên một chút thì nó nhảy lên 63 độ. Thì chúng ta biết ngay là cái cảm biến TB của chúng ta bị làm sao rồi, đúng không? Đó là cái như vậy. Thì nên mọi người hay để ý là chúng ta quan tâm cái đối với cảm biến chúng ta cần quan tâm hai chỉ số. Đó là chỉ số đầu tiên là con số điện áp. Thì con số điện áp này mọi người, em khuyên mọi người thì không cần phải hiểu quá nhiều con số điện áp. Thì cái việc quy đổi điện áp này do cái ECM nó được lập trình rồi, nó tính toán rất chính xác. Được, nó sẽ tự động quy đổi là ví dụ là 0 độ tương ứng với bao nhiêu minivolt, 1 độ tương ứng với bao nhiêu minivolt, 2 độ tương ứng với bao nhiêu minivolt, và cứ tự động nó quy đổi như vậy. Chúng ta đừng quan tâm đến con số điện áp, chúng ta nhìn thấy nó tăng đều đẹp là được. Góc mở nhỏ thì điện áp nhỏ, mà kéo lớn lên thì tăng điện áp nó sẽ tăng theo. Thì lúc đấy chúng ta sẽ thấy được là TB chúng ta bình thường, đúng không ạ? Nói đúng không ạ? Đấy là cách kiểm tra TB nhá. Chúng ta không cần phải nhớ cái gì cả. Rồi ok chưa ạ? Mọi người ok thì chúng ta tiếp tục. Cái vừa rồi là cái lỗi không có báo, cái lỗi trong giải mà không báo đèn nhá. Bắt đầu chúng ta sẽ tìm hiểu về cái lỗi báo đèn để chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được cái chân đấy nếu đứt nó sẽ phải bao nhiêu volt. Trên máy chẩn đoán nó sẽ hiển thị ngay nhá. Trên đoạn máy chẩn đoán hiển thị ngay nhá. Rồi mọi người ok chưa? Ok thì chúng ta comment là ok để chúng ta tiếp tục là. Chúng ta tiếp tục nhá. Ok chưa? Chúng ta ok nhá. Comment ok đi ạ. Ok để chúng ta chuyển bài. Rồi hôm nay vẫn chưa được 500 anh em đúng không ạ?
Bài TB rất hay nhá, em nói TB rất hay, nó khác hoàn toàn so với chỉ số của những cái cảm biến thông số tĩnh. Ví dụ thông số của cảm biến IAT và ECT ấy, thì nó là thông số tĩnh, nó dao động rất chậm, còn TB nó dao động rất nhanh và nó ảnh hưởng trực tiếp đến phun xăng và đánh lửa, thay đổi hoàn toàn. Vâng. Rồi hôm trước mà giải thích cho mọi người là khi TB chúng ta thay đổi thì góc đánh lửa và thời gian phun thay đổi hoàn toàn theo, đúng không ạ? Và khi TB của chúng ta về 0.0 độ thì lúc ấy ngay lập tức là gì ạ? ECM sẽ ngắt kim phun luôn cho thời gian phun của chúng ta là về 0.0 mini giây, đúng không ạ? Theo tiêu chuẩn của hãng sau đó lấy cảm biến TB CKB để xác định được vòng tua máy, khi đến về 2000 vòng trên phút thì bắt đầu phun trở lại để duy trì tốc độ không tải, không để chết máy, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần là lỗi liên quan đến báo lỗi nha. Cái lỗi mà báo mã lỗi, ví dụ như là cái lỗi báo đèn ấy, anh em gọi là báo đèn đúng không? Rồi cái lỗi báo đèn này cực kỳ đơn giản nhá. Phân tích cho mọi người cái lỗi báo đèn cực kỳ đơn giản. Đó là gì? Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ lỗi ở cảm biến chúng ta có 3 giây thì lỗi đứt dây nào chúng ta nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán nó sẽ báo như thế nào. Rồi bây giờ chúng ta sẽ thấy được là khi báo đèn mã lỗi là nháy mã lỗi số 8, đúng không ạ? Mã lỗi số 8, em ít khi quan tâm cái báo đèn nó là bao nhiêu nháy lắm vì em làm việc trên công cụ rồi. Thế nên là mọi người sẽ zoom là thấy mã lỗi báo đèn, anh em có thể đếm là cái mã lỗi là mã lỗi số 8. Còn em thì em ít khi quan tâm lắm. Rồi chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nhá. Mọi người nhìn trên máy chẩn đoán, nếu nó đứt mã lỗi VCC nhá, tức là đứt cái nguồn cấp cho cảm biến TB của chúng ta. Cảm biến TB của chúng ta có 3 dây thì chúng ta sẽ nhìn thấy ngay là nó đứt dây nào. Ví dụ đứt dây nguồn, dây mát và dây tín hiệu, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán. Ví dụ bây giờ chúng ta sẽ nhìn cảm biến TB bị đứt dây nguồn VCC 5V thì trên máy chẩn đoán mọi người sẽ nhìn thấy là vị trí bơm ga sẽ là 0.0 độ thì tiêu chuẩn rồi, rõ ràng. Nhưng lúc này điện áp mà người quan sát ở dưới phần này chỉ số là điện áp lúc này nó sẽ là 0 mV, tức là lúc này nó mất nguồn rồi thì điện áp gửi về cho tín hiệu. Cái chân mà tín hiệu của cảm biến TB này nó khác hoàn toàn so với cái cảm biến IAT và ECT là gì ạ? Do ECM đi ra, điện áp từ ECM đi ra. Còn thằng TB này nó là điện áp sẽ từ gì ạ? Cảm biến đi về ECM. Mọi người lưu ý nhá. Nên là khi nó mất nguồn rồi thì nó sẽ không có nguồn cấp cho nó nữa, đi về ECM thì lúc này tín hiệu điện áp của TB lúc này ở trên máy chẩn đoán nó sẽ hiển thị là 0.0 mV. Rồi ok chưa? Góc mở thì nó sẽ vẫn là gì ạ? 0.0 độ rồi, nhưng điện áp lúc này nó sẽ là 0.0 mV. Lúc này mọi người sẽ biết ngay là nó bị gì ạ? Đứt dây tín hiệu nguồn VCC 5V cấp cho gì ạ? Cảm biến của chúng ta. Rồi mọi người ok chưa? Ok không ạ? Rồi nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta biết ngay được dây nào đứt. Rồi đứt dây này thì chúng ta nhìn như nào trên sơ đồ, chúng ta sẽ cùng nhìn ngay trên sơ đồ nha. Sơ đồ ví dụ như bộ ba cảm biến cũng được, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay. Hoặc là gì ạ? Và cái loại cảm biến TB rời, ví dụ như là dòng Lead, AB Vision, Vario, Click gì đó là loại gì ạ? TB rời, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Rồi mọi người có nhìn thấy được không? Ví dụ bây giờ chúng ta muốn nhìn trên đứt cái dây nguồn cấp cho cảm biến TB, chúng ta có nhìn được không? Trên máy chẩn đoán nhìn thấy ngay, đúng không ạ? Nhìn rõ ràng luôn. Đây là những cái tỉ số chia sẻ mọi người, đó là những chỉ số động, chỉ số tĩnh cực kỳ đơn giản. Sau này chúng ta sẽ nhìn vào chỉ số ví dụ MAP và chút nữa chúng ta sẽ tìm hiểu vào chỉ số MAP, nó sẽ nhảy dao động liên tục, chúng ta phải nhìn vào những chỉ số đấy. Hoặc là thời gian phun nó ra thay đổi như thế nào, góc ánh lửa thay đổi ra làm sao, đó chúng ta cần quan tâm. Những cái cảm biến TB này cực kỳ đơn giản nhá. Cực kỳ đơn giản, nhìn xác định được ngay. Đó. Mọi người ok chưa? Lúc này chúng ta cần quan tâm nhìn trên máy chẩn đoán, nó sẽ là vị trí bơm ga là 0.0 độ rõ ràng rồi, nhưng điện áp lúc này mọi người sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ là 0.0 mV hoặc là 0 mV, tức là không có điện áp luôn. Ok chưa? Mọi người comment đi ạ. Hôm nay không thấy tương tác gì cả. Nghe thôi ạ. Ok đi ạ. Rồi, vẫn chưa được 500 anh em. Hôm nay anh em đi đâu hết rồi? Bài hay quá. Ok đi ạ, ok, để chúng ta chuyển ra tiếp tục này. Chúng ta sẽ bắt đầu cùng nhìn trên sơ đồ nha. Ok, chúng ta sẽ tiếp tục nhìn trên sơ đồ nha. Chúng ta nhìn trên sơ đồ. Cái sơ đồ rất hữu ích, mọi người nên làm như vậy. Một là trên sơ đồ to, hai là chúng ta sử dụng điện thoại. Hôm trước em tra mọi người rồi là gì ạ? Chúng ta sử dụng hai điện thoại tra cứu, mục đích là gì? Để chúng ta áp dụng thực tế luôn vào xe. Ví dụ chúng ta có một con xe Vision đến thì chúng ta phải tìm hiểu TB là chân nào chân nguồn, chân nào chân mát, màu dây là màu dây gì. Vâng. MAP nó sẽ khó hơn so với TB rất nhiều nha anh nha. Ok nha, bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu này. Ví dụ bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu trên cái tín hiệu của VCC của gì ạ? Một chiếc xe, đó là xe gì ạ? Lead 110 chẳng hạn. Trên bộ ba cảm biến của mọi người sẽ nhìn thấy cái sơ đồ của Lead 110. Thì ở đây chúng ta sẽ cùng tìm hiểu là cái TB. Rồi anh em có nhìn được TB này không ạ? Rồi bây giờ em sẽ nhìn thấy ngay trên TB này nó sẽ có những dây nào ở trên bộ ba cảm biến của chúng ta. Rồi một số anh em hôm nay đi nhậu hết rồi đúng không ạ? Rồi bây giờ cùng nhìn nhá. Bây giờ chúng ta sẽ cùng nhìn ở trên sơ đồ, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay và chúng ta cần tìm ngay chân nào là chân VCC, chúng ta biết ngay chân nào. Anh em có nhìn được không? Bây giờ nhìn trên sơ đồ như này, bây giờ em nó trên máy chẩn đoán báo là gì ạ?
Trên máy chẩn đoán báo là gì ạ? Là mất mạng rồi à? Mọi người nhìn đúng không ạ? Mất mạng rồi. Rồi lại mất mạng rồi, buồn rồi. Rồi mọi người nhìn được chưa? Mọi người nhìn được chưa? Rồi vừa rồi lại bị mất mạng, buồn quá. Đó mọi người xem được chưa? Mạng đơ rồi. Đó mọi người nhìn được chưa? Rồi lại xem lại được rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta sẽ tiếp tục nhá. Bây giờ chúng ta sẽ tìm hiểu. Bây giờ mọi người tìm cho em ở trên sơ đồ theo như sơ đồ của clip 110 trong bộ ba cảm biến này. Bây giờ nó đứt dây VCC, chúng ta nhìn thấy ngay chân nào. Tìm cho em là ví dụ chân nào màu gì, tìm trên sơ đồ này luôn nhá. Anh em cứ comment đi, đơ hay không đơ cứ coi nhá. Comment là bây giờ ví dụ như trên máy chẩn đoán nó báo là 0 mV và góc mở là 0.0 độ thì ở trên nào? Bây giờ chúng ta cần tìm hiểu là chúng ta nhìn chân trên nào trên sơ đồ, chân nào trên sơ đồ ạ? Chân số mấy và màu dây gì? Có chúng ta có tìm được ngay trên sơ đồ không? Trên xe chúng ta tìm được không? Theo mọi người có tìm được không? Đó mọi người cứ comment đi không quan trọng đâu. Lag hay không lag chúng ta học đến phần nào chúng ta quan tâm phần đấy. Đó ạ. Rồi comment đi chân số bao nhiêu và màu dây gì nhá. Rồi ok, đều anh em đều 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 xác nhận được rồi đúng không ạ? Đều anh em đều nhìn được rồi. Rồi rất nhiều anh em chúng ta nhìn thấy rồi. Rồi mạng hôm nay hơi đơ. Rồi ok, thế nên là mọi người thấy được cảm biến nó có đơn giản không ạ? Rồi bây giờ chúng ta vừa rồi chúng ta nhìn thấy máy chẩn đoán nó biết ngay được đứt chân nào rồi đúng không ạ? Nó nằm ở trên bao nhiêu ở trên VCC. Rồi chân VCC bắt buộc phải có bao nhiêu vôn ạ? Nếu chân VCC này bắt buộc phải có bao nhiêu vôn? Chân số 6 này bắt buộc phải có bao nhiêu vôn? Rồi, chúng ta sẽ phải cùng tìm hiểu nhá. Cứ bình tĩnh nhá, mọi người bình tĩnh chúng ta sẽ tìm hiểu được rất nhiều và vấn đề là khi chúng ta đọc được sơ đồ. Đó là cái vấn đề mà em cần chia sẻ cho mọi người. Đó là cách chúng ta tìm hiểu trên sơ đồ chúng ta sẽ biết ngay được cái vấn đề là nó làm chân nào. Chúng ta không phải nhớ nhá. Đấy ạ, không phải nhớ. Thế nên là cái việc mà sẽ chia sẻ với mọi người là chúng ta lên có máy chẩn đoán để chúng ta làm việc nó hiệu quả hơn và nhanh hơn. Đúng không ạ? Tự tin hơn. Và ok. Rồi mọi người đều 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 hình dung ra được rồi đúng không ạ? Rồi chúng ta tiếp tục nhá. Rồi vừa rồi là chúng ta thấy đứt được cái chân bao nhiêu ạ? Đứt chân số 6 ở đối với dòng xe xe gì ạ? Xe lít 110 nhá. Bộ ba cảm biến chúng ta tìm ngay được màu dây rồi đúng không ạ? Chân số 6. Chân số 6 nhá. Vâng, 5V. Rồi chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta cũng nhìn được vào trên sơ đồ là chúng ta tìm được rồi. Đúng không ạ? Đơn giản không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ tìm được ngay được cái lỗi một dây đứt trong bộ ba cảm biến có một trong gì ạ? Trong cái cảm biến TB này bị lỗi đứt trên gì ạ? Dây nguồn VCC. Tí nữa sẽ giải thích nếu đứt chân nguồn VCC ở trên ECM đi ra ấy, thì nó sẽ báo bao nhiêu mã lỗi nhá. Tí nữa sẽ giải thích nếu anh em nhìn trên sơ đồ sẽ nhìn thấy được ngay. Rồi. Ok, mọi người ok chưa? Rồi thấy đơn giản chưa? Rồi. Những con cảm biến cực kỳ đơn giản để sau này chúng ta sẽ nhìn thấy nó bỏ qua nó chỉ khoảng 3 đến 5 phút. Từ khoảng 1 phút đến 3 phút là chúng ta có thể xác định được cảm biến chúng ta sống hay chết rồi và nó đứt dây nào nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Rồi tiếp theo chúng ta sẽ tìm kiếm đến cái cảm biến TB của chúng ta có 3 dây, bây giờ chúng ta đứt một cái dây nữa. Dây vừa rồi là một dây nhá. Có 3 dây thì đứt một dây chúng ta tìm ngay được nó nằm ở đâu rồi. Bây giờ tiếp tục đến với dây tiếp theo, đó là cái dây mát SG nhá. SG là mát của cảm biến. SG viết hoa nhá, SG là mát của cảm biến. Thì mọi người sẽ lưu ý là cái mát của cảm biến này chúng ta bị đứt thì nó sẽ báo như nào trên máy chẩn đoán. Rồi chúng ta cùng quan sát nhá. Cái lỗi SG này nhá, đứt SG này nó có hai tình trạng. Đối với dòng xe Honda nó cũng có hai tình trạng luôn. Đó là một là những loại cảm biến TB rời và một loại nữa là loại cảm biến TB trong bộ ba cảm biến. Nó khác nhau nhá, mọi người lưu ý nhá, nó khác nhau nhá. Hai biểu hiện khác nhau, điện áp và giá trị thì như nhau nhưng hai cái biểu hiện nó lại khác nhau. Được không ạ? Mọi người comment nhá, được không ạ?
Rồi anh em đều nhìn được cái chân VCC rồi, thì bây giờ chúng ta tiếp tục đến, nó là cái chân gì ạ? Chân mát SG, đúng không? Mát SG, mát SG. Rồi chia sẻ như này có chi tiết không mọi người? Rồi chia sẻ như này có chi tiết không ạ? Đấy, chia sẻ nó hết hết bài xong mất nghề anh em ạ. Chia sẻ chi tiết quá mất hết bài mất nghề. Đó. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Đối với dòng chân đứt chân SG của dòng xe riêng Honda nó có hai biểu hiện khác nhau hoàn toàn nhá. Đối với dòng xe có bộ ba cảm biến nó khác, mà do dòng xe có TB rời nó cũng khác nhau nhá. Mọi người lưu ý nhá. Rồi bây giờ mọi người sẽ cùng quan sát, nếu nó đứt chân SG là chân mát của cảm biến thì nó sẽ biểu hiện như nào và biểu thị như nào trên máy chẩn đoán. Mọi người cùng quan sát là biểu thị như nào. Đầu tiên chúng ta sẽ thấy được là cái góc mở vị trí bơm ga của chúng ta sẽ mở góc mở lớn nhất, nó sẽ là lên đến khoảng gì ạ? 83 độ. Ví dụ như vậy, đối với dòng xe này nó là 83 độ thì chúng ta sẽ thấy được là góc mở lớn nhất, và lúc này điện áp nó cũng xấp xỉ với 5V. Đúng không? Mọi người sẽ thấy được là điện áp lúc này nó sẽ tương ứng với xấp xỉ 5V. Được. Với hình dung nhá. Chúng ta sẽ nhìn trên máy chẩn đoán nó sẽ báo luôn cho chúng ta biết được là điện áp lúc này nó sẽ xấp xỉ 5V và góc mở gì ạ? Lớn nhất. Rồi mọi người zoom nhá. Góc mở cùng với biểu hiện là điện áp như vậy và gì ạ? Góc mở như vậy, nhưng đối với dòng xe Honda nó có hai biểu hiện. Một là cái dòng TB rời thì nó sẽ không báo lỗi nhá. Đối với dòng Honda cái cảm biến TB rời khi đứt dây mát SG nó sẽ không báo lỗi. Mọi người zoom nhá, nó sẽ không báo lỗi nhá. TB nhá, TB đứt mát đứt chân SG đối với dòng xe có cảm biến TB rời thì nó sẽ không báo lỗi mã lỗi số 8. Còn đối với dòng xe có bộ ba cảm biến đứt chân mát SG thì nó sẽ báo mã lỗi số 8. Mọi người dùng chưa? Vâng. Rồi, mọi người nó sẽ thấy tương đồng với nhau, tương là gì ạ? Đúng không ạ? Mọi người dùng chưa? Rồi, mục đích là chia sẻ cho mọi người phải hiểu, mọi người phải làm được, chứ mất công bây giờ mình chia sẻ xong anh em không làm được còn khổ hơn, đúng không ạ? Ví dụ là mang tặng mang cho thì nó phải có đáng xứng đáng chứ, đúng không ạ? Chẳng nghe cho kiểu bối bác thì không hay. Nên đã làm là phải làm đến cùng. Đúng không ạ? Rồi. Mọi người hình dung chưa? Đối với dòng xe nếu ở trên ở dòng xe gì ạ? Trên cái bộ ba cảm biến thì nó sẽ nếu đứt chân mát SG ấy thì nó sẽ cùng một lúc nó sẽ báo mã lỗi rất nhiều nha. Bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Cùng tìm hiểu này. Mọi người nhìn được cái điện áp và cái giá trị của nó chưa? Giá trị điện áp và giá trị góc mở bấm ga ok chưa? Mọi người ok chưa? Comment ok để chúng ta cùng tiếp tục nha. Chỉ số rất rõ ràng trên máy chẩn đoán, rất rõ mọi người, quan trọng là mọi người phải khai thác cái máy chẩn đoán là ra thôi. Trong máy chẩn đoán nó sẽ rất chi tiết cho chúng ta rồi. Chúng ta chỉ việc khai thác cái máy mà ra thôi, đừng đỡ mất công phải đi đo quá nhiều. Đúng không ạ? Đo để mục đích là chúng ta xác định xem đường dây hay e xem hỏng mà thôi. Đúng không ạ? Còn trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn thấy rồi. Mọi người ok về cái giá trị góc mở và điện áp chưa? Ok, chúng ta comment ok để chúng ta tiếp tục để ra sơ đồ chúng ta sẽ tìm nha. Trên sơ đồ nha, chúng ta sẽ cùng ra sơ đồ chúng ta tìm nha. Đúng không ạ? Ok đi, ok chưa? Comment đi ok đã hiểu cái phần này chưa? Khi đứt dây mát đối với dòng xe Honda là có hai loại. Một loại là gì ạ? TB rời thì sẽ không báo lỗi, còn cái nào sử dụng bộ ba cảm biến sẽ báo mã lỗi số 8. Được chưa? Còn ví dụ như bộ ba cảm biến mà đứt chân SG thì nó sẽ báo mã lỗi như thế nào? Còn đối với dòng xe trên cái dòng xe đời mới, ví dụ như bộ không có bộ ba cảm biến ấy, thì nó sẽ báo như thế nào trên máy chẩn đoán. Được chưa? Bây giờ chúng ta cùng quay ra sơ đồ nha. Quay ra sơ đồ chúng ta sẽ tìm hiểu sơ đồ này. Rồi chia sẻ cho mọi người cả đọc sơ đồ luôn rồi đấy. Đúng không ạ? Mất hết nghề rồi. Rồi bây giờ chúng ta cùng tìm hiểu nhá. Đối với dòng TB này chúng ta sẽ thấy được nếu ở trên dòng TB mà bị đứt ở bộ ba cảm biến dây mát SG bị đứt tại chân số 4 này. Mọi người hình dung này. Nếu bây giờ nó bị đứt ở chân số 4 trên cái từ ESM đi ra thì câu hỏi ở đây là gì? Mọi người nếu thấy nếu chân số 4 là chân số SG này, chân số 4 nó bị đứt ở tại chân số 4 trên ESM thì lúc này xe sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? Đối với bộ ba cảm biến nhá. Đối với bộ ba cảm biến thì lúc này ESM sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? Đúng không ạ? Đó câu hỏi luôn nhá, câu hỏi luôn. Để cho mọi người sẽ nhìn thấy là khi nó báo một đống mã lỗi thì biết ngay nó bị làm sao. Đúng không? Rồi câu hỏi đi. Câu hỏi mọi người trả lời là bây giờ bây giờ mà đứt chân số 4, chân SG này mà bị đứt tại ESM thì lúc này làm sao ạ? Trên máy chẩn đoán sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? Đúng không ạ? Hiển thị bao nhiêu mã lỗi, hoặc đèn đèn báo lỗi thì sẽ hiển thị bao nhiêu mã lỗi? Đúng không ạ?
Nếu chúng ta nhìn thấy cùng một lúc quá nhiều mã lỗi như này thì chúng ta sẽ biết ngay nó đứt ở chân nào rồi. Đúng không ạ? Nhìn được không? Theo mọi người bây giờ nếu đứt chân SG này, chân số 4, chân SG tại ESM thì lúc cùng một lúc nó sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? À, mọi người comment nhá, chúng ta cùng giao tiếp với nhau nhá. Để mọi người cùng hiểu bài hơn. Đúng không ạ? Cùng hiểu bài hơn, em giải thích cho mọi người luôn, hiểu bài luôn. Rồi mọi người nên mua một chiếc xe SR hoặc con xe Lead đời cũ về nhá. Mua về trải nghiệm đi, vọc thoải mái đi, đúng không ạ? Sau đó bán bình thường, đúng không ạ? Học được rất nhiều, mọi người sẽ được rất nhiều cái giá trị trong cái xe đấy. Không lỗ đâu, đúng không ạ? Em thấy lãi rất nhiều ấy. Rồi bán bao nhiêu mã lỗi ạ? Rồi có nhiều anh em nói 3, có nhiều anh em 4 thì bây giờ có những mã lỗi nào? Rồi kể tên ra cho chính xác luôn. Comment số lỗi thôi. Trên sơ đồ có hiển thị hết rõ ràng rồi. Anh em nào có một anh em nào cầm cái sơ đồ trên tay ấy thì cố gắng mình đọc trên sơ đồ, hoặc anh em nào có thể sử dụng hai điện thoại mở tra cố gắng tra cứu cho em, tìm kiếm cho em để chúng ta biết cách phương pháp làm, đúng không ạ? Rồi anh Lê Gia Đức đã trả lời rồi đúng không ạ? Học mấy bài rồi chẳng lẽ lại quên được bài này đúng không ạ? Thôi Ngọc Anh Nai đúng không ạ? Neo Anh Nai đúng không ạ? Rồi một bảy tám chín. Rồi ok, một anh em là chỉ có 189 thôi đúng không ạ? 1789. Rồi 1897. Rồi ok, giải thích luôn cho mọi người nha. Có một số anh em đã trả lời rất là chính xác, còn một số anh em là đang bị lỗi cái đoạn này, là nó bị không nhìn thấy con cái cảm biến IAT AECT nó nằm ở trong này đúng không ạ? Một số anh em đã nhìn thấy cái bảo là ba mã lỗi, thì bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nha. Nếu nó bị đứt chân số 4, vừa em vừa giải thích là chân số 4 tại chân gì ạ? ESM nhá, không phải là ở trên bộ ba cảm biến. Nếu đứt ở bộ ba cảm biến thì lúc này nó sẽ báo ba mã lỗi là mã lỗi số 1, mã lỗi số 8 và mã lỗi số 9. Còn nếu em đăng câu hỏi của em là nó đứt ở chân số 4, chân SG tại ESM nhá. Tại ESM nó có 4 mã lỗi là mã lỗi số 1, mã lỗi số 8, mã lỗi số 9 và mã lỗi số 7. Cái này thì chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta thấy một loạt mã lỗi như vậy thì chúng ta phải kiểm tra ngay cái chân mắt gì ạ? Mắt SG. Đó là như vậy. Được không? Mọi hình dung rồi chưa? Mọi hình dung rồi ạ? Rồi, đấy là cái lỗi mà chúng ta sẽ thấy được ngay trên sơ đồ mạch điện. Chúng ta sẽ tìm được ngay và chúng ta cần tìm ở đâu, đúng không ạ? Rồi, mọi người sẽ có nhiều anh em chúng ta không nhìn thấy cái mã lỗi số 7 nó nằm ở dưới. Thì mức cảm biến TB, cảm biến ECT của chúng ta ấy, nó vẫn có một mã lỗi, một cái chân gì ạ? Chạy về mắt SG. Tất cả cảm biến đều gần như chạy hết về mắt SG nha. Tất cả cảm biến tín hiệu đầu vào như này đều chạy về mắt SG. Mọi người lưu ý nhá. Nếu đứt chân số đấy. Rồi, có một số anh em vẫn 1389, 189 này, ba lỗi, bốn lỗi nhá. Anh em lưu ý nhá, bốn lỗi nhá. Rồi bây giờ câu hỏi này, vừa rồi là đứt chân SG. Được chưa? Nó sẽ báo 4 mã lỗi. Thì bây giờ câu hỏi là gì tiếp theo này? Để mọi người hình dung ra được cái sơ đồ rõ hơn nhá. Thì bây giờ ví dụ đứt chân số 6, chân VCC thì cái ESM này sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? ESM sẽ biểu thị báo đèn bao nhiêu mã lỗi? À mọi người comment nhá, để chúng ta chuyển sang những phần tiếp theo. Comment nhá. Rồi chào anh Phát, chào anh Kiên đúng không ạ? Rồi, lâu lắm rồi comment. Rồi bây giờ quay lại nha, mọi người cùng quay lại này. Bây giờ chúng ta câu hỏi này, vừa rồi là đứt mát thì mọi người thấy được là nó bị 4 mã lỗi rồi. Thì bây giờ nếu nó đứt chân gì ạ? VCC thì nó sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? Đúng không ạ? Rồi có một số anh em sẽ nhìn thấy đúng không ạ? Rồi. Đứt VCC nhá, đứt VCC nó sẽ báo bao nhiêu mã lỗi? Để chúng ta xác định nhanh, sau này chúng ta sẽ xác định nhanh trên gì ạ? Trên máy chẩn đoán chúng ta nhìn thấy ngay. Khi nó báo đồng thời nhiều mã lỗi thì chúng ta biết ngay nó đứt chân mát, chân gì ạ? VCC thì báo như nào, đúng không ạ? Rồi có rất nhiều anh em trả lời rất là chính xác rồi đúng không ạ? Đó là gì ạ? Cái mã lỗi số, báo hai mã lỗi là mã lỗi số gì ạ? 1 và mã lỗi số 8. Thì bản chất là gì? Mọi người sẽ thấy được là cảm biến MAP là loại cảm biến 3 chân thì nó bắt buộc phải sử dụng nguồn VCC. Và thứ hai nữa, cảm biến TB của chúng ta cũng là gì ạ? Cảm biến 3 chân bắt buộc phải có nguồn nuôi. Thì khi chúng ta bị mất nguồn nuôi thì lúc này nó sẽ đồng thời báo hai mã lỗi là mã lỗi số gì ạ? 1 và mã lỗi số 8. Hai cảm biến này là loại 3 chân. 3 chân nhưng hai cảm biến 3 chân này nó khác nhau nhá, nó không giống nhau đâu nhá. 3 chân cùng là 3 chân nhưng hai loại này khác nhau hoàn toàn nhá. Một loại này là biến trở là của dạng giống như là cái mọi người hôm trước chia sẻ là loại biến trở 3 chân. Còn loại kia nó sử dụng khác nhá. Khác đấy nhá. MAP nó khác. Rồi, ok chưa? Một mã lỗi số 1, mã lỗi số 8 khi đứt VCC. Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục chuyển sang nhá. Anh em đọc một sơ đồ chưa? Chúng ta thấy sơ đồ nó có hay không ạ? Em khuyên mọi người lên đọc sơ đồ. Đọc được sơ đồ thì chúng ta sẽ thoát ly hoàn toàn.
đừng 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 phụ thuộc quá nhiều vào cái vấn đề là cuốn tài liệu. Ví dụ như ở đây là chúng ta sẽ luôn bị phụ thuộc, chúng ta phải đọc được sơ đồ, đó mới là cái giải pháp, đúng không ạ? Rồi ok, chúng ta sẽ tiếp tục nha. Rồi vừa rồi là chúng ta sẽ thấy được là cái lỗi liên quan đến đứt cảm chân mát của cảm biến gì ạ? TV thì lúc này trên máy chẩn đoán sẽ báo ngay chúng ta là góc mở lớn nhất nha, điện áp cũng bắt đầu xấp xỉ 5V, đúng không ạ? Xấp xỉ 5V thì lúc này chúng ta biết ngay là gì ạ? Liên quan đến đường mát của gì ạ? Mát của chân SG, chân bụng, tức là chân tín hiệu của cảm biến TV, mất chân mát, đúng không ạ? Rồi, có ý dung rồi chưa? Rồi chúng ta sẽ thấy được là cái chi tiết rất rõ ràng, đúng không ạ? Rất rõ ràng trên máy chẩn đoán. Rồi. Hôm nay rất tiếc là cái slide này nó bị là slide dọc nên mọi người rất khó nhìn trên chỉ số trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Nó slide dọc, đúng không ạ? Rất nhìn khó nhìn. Rồi mọi người thông cảm nhá. Thì hiện tại em đang sửa cái giáo trình của em nó thành dọc nên là cái giáo trình ngang nó chưa đủ nội dung như này. Nên phải chỉnh chiếu slide cái slide nó là slide dọc. Ok không ạ? Rồi, vậy dung ạ. Rồi tiếp tục bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu đến cái mã lỗi tiếp theo, mã lỗi số 8. Lúc này sẽ làm gì ạ? Trên máy chẩn đoán thì bắt đầu nó hiển thị như sau. Nếu đứt cái dây tín hiệu về ECM. Rồi ạ. Nếu đứt cái dây tín hiệu về ECM thì mọi người sẽ thấy được là gì ạ? Gì ạ? Chúng ta sẽ thấy được là gì ạ? Trên máy chẩn đoán nó giống như là cái dây nguồn nha mọi người lưu này. Lúc này đứt cái dây tín hiệu của gì ạ? VCC thì lúc này mọi người sẽ thấy được là trên máy chẩn đoán nó sẽ là gì ạ? 0.0 độ. À và điện áp lúc này là 0 mV, mọi người sẽ nhìn ngay trên máy chẩn đoán nha. Mọi người nhìn trên máy, nếu nó đứt chân VCC nhá, mọi người lưu ý này. Nếu đứt chân VCC, mọi người sẽ nhìn cái ngay trên máy chẩn đoán nó sẽ là gì ạ? 0 mV nhá. Nếu đứt VCC thì lúc này trên máy chẩn đoán nó sẽ là 0 mV. Nhưng đối với đứt dây tín hiệu của gì ạ? Của cảm biến TV thì mọi người sẽ thấy được là trên máy chẩn đoán nó sẽ báo là gì ạ? 19 mV hoặc là cái điện áp nó có một chút điện áp ở đây. Thế là mọi người sẽ thấy được là chân này là chân bị đứt chân tín hiệu. Đứt chân tín hiệu nha, đứt chân tín hiệu về. Nó như vậy, còn nếu đứt VCC thì nó sẽ là 0.0 mV, dạng như vậy, hai cái nó dạng dạng như nhau. Được ạ, chúng ta sẽ nhìn thấy ngay trên máy chẩn đoán, đúng không ạ? Rồi ok chưa? Rồi có 3 giây chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán đều rõ ràng rồi. Đúng không ạ? Mọi người lưu ý là mỗi một cảm biến nó đều cho chúng ta hai giá trị, đó là một là giá trị điện áp và thứ hai là cái giá trị. Ví dụ như là TV thì nó sẽ liên quan đến góc vị trí góc mở, gọi là góc mở bông ga hay là gọi là vị trí bông ga. Còn ví dụ nhiệt độ thì chúng ta quan tâm đến con số là nhiệt độ là bao nhiêu độ. Đúng không ạ? Rồi ok chưa? Mọi người comment đi ạ. Ok không? Rồi ok, chúng ta comment nhá để chúng ta tiếp tục nhá. Comment chúng ta comment tiếp tục nhá. Rồi mạng hoạt động bình thường nhá, anh em nào bị đơ thì kiểm tra lại mạng của mình nhá. Hôm nay mạng của em ngon luôn, đúng không ạ? Hôm nay nói hơi tốn nước. Rồi ok. Mọi người chia sẻ những cái buổi livestream này lên nhá cho một số anh em biết. Đúng không ạ? Rồi thì tại sao nói là nên khuyên mọi người lên sử dụng máy chẩn đoán là vì lý do như vậy. Nhanh hơn rất nhiều thay vì chúng ta phải nhớ quên quên, đúng không ạ? Bây giờ mà đi đo cái điện trở của từng con cảm biến ấy rất là khổ. Thì thứ nhất mọi người đo chỉ biết được giá trị của nó thôi, chứ còn không biết được là cái việc là nó đang bao nhiêu độ đâu, đúng không ạ? Rồi thứ hai chúng ta lại phải nhớ con số điện trở, nó rất là khổ, rất phức tạp. Đúng không ạ? Chúng ta nhìn như vậy thì chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán thì chúng ta thấy được cái công cụ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Chúng ta nên đầu tư vào những cái công cụ như vậy để hỗ trợ công việc của chúng ta và chúng ta cảm thấy nó tự tin hơn và yêu nghề hơn. Em tin em đi, một số anh em sẽ thích sửa xe điện tử hơn sửa xe cơ đấy. Đúng không ạ? Vì chúng ta nói chuyện được với xe và xe nó giao tiếp được với ta. Ta biết được nó như thế nào, đúng không ạ? Rồi ok nhá mọi người ok. Rồi bây giờ mọi người sẽ thấy được là cái mã lỗi vừa rồi giải thích cho mọi người rồi đúng không ạ? Cái mã lỗi vừa rồi là tình trạng là đứt dây thì ở đứt cái dạng quẹt than điện thở ấy. Mọi người dùng ra được cái giống như cái báo xăng ấy, mọi người dùng ra giống cái báo xăng không ạ? À, mọi người dùng ra cái việc báo xăng của chúng ta không ạ? À, cái báo xăng của chúng ta bây giờ sẽ thấy được giống như cái TB của chúng ta, cái TB của dòng xe Honda nó giống hệt như cái báo xăng. Nó gì ạ? Quét qua quét lại mọi người sẽ thấy được là cái báo gì ạ? Chúng ta sẽ bị là lỗi đúng không ạ? Lỗi liên quan đến cái phần báo xăng. Thì bây giờ chúng ta sẽ thấy được là
Khi cái TB của chúng ta ấy, quét qua quét lại dòng xe Honda ấy, quét qua quét lại, quét qua quét lại, quét qua quét lại thì lúc đấy nó sẽ bị mòn và đứt gì ạ? Đứt dây. À đứt đứt điểm đúng không ạ? Giống như vừa rồi giải thích cho mọi người là nó cái lỗi liên quan đến là ở góc mở vị trí bơm ga là khoảng 40 độ à 60 độ thì bắt đầu nó bị đứt điểm, nó rớt điểm xuống thì lúc đấy làm sao ạ? Chúng ta thấy được là nó lỗi, lỗi liên quan đến cái phần như vậy. Đúng không ạ? Lỗi liên quan đến phần như vậy là nó đứt điểm, nó sẽ gì ạ? Hiện tượng là gây ra báo lỗi đèn, đèn báo lỗi luôn. Báo lỗi số 8. Đúng không ạ? Báo lỗi số 8. Đó như vậy. Đúng không ạ? Còn bây giờ chúng ta sẽ thấy được là cái lỗi tiếp theo là cái mọi người sẽ hình dung ra cái nguyên lý cái chế độ làm việc, chế độ hoạt động của cảm biến TB nó sẽ hoạt động như thế nào. Đây mọi người không nhìn được cái này luôn à, đen thui luôn, để em đổi lại cái màu này nhá. Cái này của em nó cắt nền nền của chúng ta màu nền màu xanh là nó sẽ bị tự động nó thành đen thui luôn. Bây giờ em sẽ giả cho nó thành màu khác nha, màu vàng đi cho nó máu. Vàng luôn này, cho vàng luôn rồi, mất nghề rồi anh em ạ. Rồi chắc là phải dạ rút lui thôi, không thì mất hết chết. Rồi chia sẻ kỹ quá anh em, bây giờ trở thành mất nghề rồi. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tìm hiểu nhá. Ở đây nó sẽ có 5 chế độ làm việc nha mọi người, lưu ý này. Ở trên xe chúng ta ấy, cảm biến TB của chúng ta nó sẽ có 5 chế độ làm việc, không đơn thuần là cứ phải là gì ạ. Rồi dùng nhá. Cái TB chúng ta sẽ làm nó có 5 chế độ làm việc, không đơn thuần là cái việc mà chúng ta thấy được là ở đây là gì. Riêng TB nó sẽ có 5 chế độ làm việc. Chế độ đầu tiên là chế độ khởi động. Mọi người thấy được là chế độ khởi động giống như là cái tình huống là mọi người sẽ thấy được ở chế độ khởi động là khởi động lạnh ấy, nó sẽ luôn luôn lấy tín hiệu như TB, nhiệt độ rồi những cái tín hiệu của MAP, nó sẽ điều chỉnh làm sao cho chúng ta dễ khởi động nhất có thể. Nó chế độ ưu tiên và chế độ khởi động. Đúng không? Chế độ khởi động. Chế độ thứ hai là chế độ không tải. Khi TB của chúng ta đóng hoàn toàn thì nó sẽ phải duy trì tốc độ không tải của chúng ta là bao nhiêu độ, tốc độ vòng tua máy là bao nhiêu. Lúc đấy nó sẽ xem nó sẽ biết được là chế độ nào ở chế độ không tải thì nó sẽ phải duy trì như thế nào, lổ ra làm sao và tốc độ vòng tua máy phải như nào. Khi ở chế độ không tải tức là guarantee nó sẽ phải duy trì tốc độ là bao nhiêu độ, theo phụ thuộc theo cả cảm biến nhiệt độ nữa, đúng không? Và tiếp theo là cái chế độ ga nhẹ, là cái chế độ mọi người sẽ thấy được là khi chúng ta đi là cái chế độ này là chế độ tiết kiệm xăng nhất, chế độ tiết kiệm xăng nhất nha. Nên là nhiều anh em sẽ thấy có một số cái chế độ ga nhẹ này nó sẽ bị hụt, đúng không? Chế độ ga nhẹ này sẽ bị hụt nha, chế độ ga nhẹ sẽ bị hụt là cái chế độ tiết kiệm xăng nhất, chế độ ga nhẹ. Và tiếp theo là chế độ tăng tốc đột ngột. Ví dụ mọi người sẽ thấy như này, ví dụ như chúng ta muốn đang đi một trên đường mà chúng ta muốn vượt cái chướng ngại vật hoặc là vượt một cái tải gì đấy, chúng ta sẽ thấy được là cái gì ạ? Cái TB chúng ta sẽ làm sao? Chúng ta kéo TB lên, tức là chúng ta muốn gì ạ? Kéo tay ga lên để chúng ta vượt cái tải, vượt cái chướng ngại vật đằng trước. Ví dụ như chúng ta muốn vượt cái ô tô thì chúng ta phải kéo TB lên, đúng không ạ? Để mục đích là gì ạ? Tăng tốc. Thì bây giờ là gì ạ? Thông qua cái cảm biến TB để chúng biết được là gì ạ? Xem nó hiểu được là gì ạ? Đang cần tăng tốc thì lúc đấy nó sẽ phải phun xăng đánh lửa nhiều lên và thay đổi góc đánh lửa làm sao để tăng tốc độ động cơ lên, đúng không ạ? Tăng tốc động cơ lên. Thì để mục đích chúng ta để gì? Vượt tốc. Đó là chế độ tăng tốc đột ngột, thì lúc đấy nó phải làm sao đáp ứng đúng với nhu cầu của con người. Là lúc đấy tôi muốn tăng tốc thì lúc đấy xe phải tăng tốc theo đúng như vậy. Đúng không ạ? Chế độ đây là chế độ tăng tốc đột ngột. Và thứ hai là chế độ toàn tải là gì ạ? Ga toàn tải ấy. Mọi người đúng không ạ? Chế độ ga toàn tải tức là gì? Chúng ta chạy trên cao tốc, ví dụ chúng ta muốn duy trì tốc độ là vừa 80 km/h thì chúng ta giữ nguyên tay ga và lúc đấy xem sẽ phải hiệu chỉnh làm sao để cho phun xăng đánh lửa làm sao để cho tốc độ chúng ta phải duy trì là 80 km/h. Đó là chế độ toàn tải. Là 5 cái chế độ làm việc như vậy. Thì xem nó được lập trình là như vậy, đúng không ạ? 5 chế độ làm việc. Chế độ tăng tốc đột ngột là gì ạ? Khi chúng ta muốn vượt tốc thì xem nó sẽ phải hoạt động hiểu ngay là gì ạ? Con người làm muốn vượt cái tải này, vượt cái gì ạ? Vượt cái chướng ngại vật ở phía trước thì lúc đấy sẽ phải tăng tốc thật nhanh có thể, đúng không ạ? Rồi thứ hai, chế độ thứ hai là chế độ toàn tải, là khi chạy trên cao tốc thì lúc đấy xem nó hiểu được là gì ạ? Đang mong muốn là đang duy trì cái tốc độ đấy thì lúc đấy nó phải phun ra phun xăng đánh lửa làm sao để tốc độ không tải của chúng ta phải nó như vậy. Tốc độ ở cái giải tốc độ thì nó phải ở 80 km/h, nó phải duy trì. Mọi người hình dung chưa? Hình dung được vấn đề này không ạ? Rồi mình hình dung vấn đề này không ạ? Đó là cái chế độ mà làm việc, 5 chế độ làm việc của cảm biến TB. Ok chưa? Rồi, đấy là TB. Mọi người thấy thế nào ạ? TB thì có phức tạp không? Lên sau này các anh để ý này. Lên sau này các anh để ý là gì? Nếu TB xe của chúng ta đến mất cao áp, chúng ta cũng phải tìm hiểu về TB ngay. Rồi mọi người chia sẻ vào cái nhóm đi ạ. Trên nhóm ấy, hôm nay thấy ít mọi người chia sẻ quá. Bài này rất là hay mà ít anh em chia sẻ. Rồi, ok chưa ạ?
Đó là 5 cái chế độ làm việc của TP. Nó rất đơn giản. Và sau này khi xe bị mất cao áp, chúng ta phải biết tìm nó ở đâu rồi, đúng không ạ? Có rất nhiều anh em nói là bây giờ xe mất cao áp thì tìm ở đâu ấy, thì chúng bắt đầu là một yếu tố chúng ta cần quan tâm đến khi mất cao áp rồi, đúng không ạ? Một yếu tố mất cao áp chúng ta phải tìm rồi. Đó, ok mọi người. Chia sẻ đi ạ. Hôm nay anh em đi ăn hết rồi hay sao ấy nhỉ? Đúng không? Đi ăn liên hoan, đi ăn Tết hay sao? Không thấy anh em ở đây nhỉ? Vâng, chào mọi người. Rồi ok chưa ạ? Cái cách này có đơn giản không ạ? Phương pháp đơn giản không ạ? Rồi không phải nhớ nhá, có nhớ cái gì không? Anh em thấy có phải nhớ cái gì không? À anh Kiệt đã uống đã xỉn rồi à? Nhậu rồi à? Có mua của SH2020 thôi. Ồ mọi người hôm nay đang xem bóng à? Ờ thì hôm nay chúng ta nghỉ sớm nhá. Học TB, ngấm TB đã đúng không ạ? Rồi chào anh Kiệt. Rồi hôm nay anh em đang nhậu rồi đúng không ạ? Cho anh em nhậu thoải mái đi. Thì mai lại bận rồi. Lịch học sẽ phải thay đổi một chút đi anh em nhá. Vì đợt này em có lịch học của em rồi, em phải đi học. Rồi có phải nhớ bài đúng không ạ? Hiểu thôi. Hiểu là cái nhận thức cơ bản nhất rồi, hiểu nhận thức. Mai em lại bận rồi, em không online được, mai em bận đi học rồi. Rồi, cần gì nhớ, anh Bằng nói rồi. Học của em nói có phải nhớ đâu, học không nhớ mà. Học không cần nhớ. Phương pháp của em học không cần nhớ luôn. Đúng không ạ? Rồi ngày mai em nghỉ nhá. Em sẽ sắp xếp lại cái lịch thì em sẽ thông báo lại vì đợt này em đang bận việc rồi, không online thường xuyên như bây giờ được. Chào anh Đức. Rồi mọi người nhá. Rồi giả lập TB thì có giả lập được không mọi người? Giả lập TB được không? Rồi anh em có thích thực tế trên xe không? Bây giờ em quay thực tế trên cái xe nhá, để chúng ta chốt lại cái cảm biến này nhá. Rồi bây giờ em sẽ chúng ta cùng quan sát ở trên xe nhá, để chúng ta cùng thấy cái biểu hiện nó đúng như ở trên ở trên sơ đồ nhá. Biết là mấy bạn kỹ thuật hôm nay bạn có để lại cái máy chẩn đoán trên này không? Hôm nay nhiều việc quá quên mất rồi, không sắp xếp. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng chốt lại nhá. Cảm biến TB chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán nhá. Chúng ta nhìn trên máy chẩn đoán để chúng ta biết được cảm biến TB. Không biết cái xe trên này em không biết là để các bạn kỹ thuật bạn ấy có để cái xe để máy chẩn đoán trên này không? Lại phải xuống chạy xuống dưới lấy không? Trên tầng. Thì chúng ta sẽ cùng kiểm tra ngay ở trên dòng xe Honda có hai đời, một đời là gì ạ? Cảm biến rời. Tức là cảm biến rời ở ngoài ấy, giống như là họng cao của Vision ở đây em có Vision này. Rồi trong bộ ba cảm biến thì nó sẽ như thế nào trên máy chẩn đoán nhá. Nhìn trên máy chẩn đoán chúng ta sẽ thấy ngay đứt dây nào, đúng không? Rồi của TB, ví dụ của dòng xe Piaggio thì góc mở là bao nhiêu độ. Rồi chúng ta sẽ kéo kịch TB hoặc là chúng ta bị treo TB thì sẽ gây ra hiện tượng như thế nào. Thì trên máy chẩn đoán, trên xe chúng biểu hiện như này, thấy ngay nhá. Ví dụ như nhiều anh em thấy đến xe khách hàng của dắt Piaggio đến không đề được. Lại thấy lại bắt đầu đi kiểm tra gì, dơ le đề, kiểm tra mô tô đề, kiểm tra ắc quy, kiểm tra công tắc đề đúng không ạ? Rất vất vả. Nếu không có máy chẩn đoán thì rất là vất vả đúng không ạ? Đúng không ạ? Rồi để mọi người chờ em chút nhá, em sẽ tìm xem cái máy chẩn đoán có để trên này không. Vì hôm nay bạn kỹ thuật bạn ấy lại để lại, không biết được có để lại ở trên này không. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng triển khai sang đến tìm trên chiếc xe nhá. Chúng ta triển khai trên chiếc xe nhá, để chúng ta xác định được chính xác của TB đúng như chỉ số không. Và chúng ta quẹt ra mát thoải mái không sợ chết nhá. Lưu ý là cái VCC thì chúng ta
hạn chế quẹt ra mát hoặc cấp dương. Nếu cấp dương vào chết ngay ECM nhé. Còn chúng ta quẹt ra mát thì nó sẽ bị gây ra hiện tượng bị reset ECM hoặc là ECM nó không hoạt động được. Đó. Gọi là ngất ấy, ngất ECM luôn. Rồi bây giờ chúng ta sẽ cùng tiến hành lên xe. Mọi người chờ em vài phút để em chuyển cái máy quay xuống dưới đấy. Đúng không ạ? Rồi một số anh em mà đang bảo vừa nhậu vừa nghe này. Rồi mọi người chờ em vài phút nhá, chờ em vài phút để em triển khai cái này nhá. Hôm nay có mỗi mình thôi. Các bạn kỹ thuật làm ban ngày rồi thì thôi cho các bạn nghỉ, tối mình chiến đấu mình thôi. Cái máy này của em không mát được luôn. Rồi mọi người chờ em vài phút nhá. Nó sẽ chuyển cả cái máy xuống luôn. Để em setup xong em chuyển xuống nhá. Rồi mọi người cùng quan sát nhé, em sẽ setup chuyển xong rồi, chuyển sang xuống dưới thôi. Chờ một chút nhá. Rồi. Chưa bắt được cam à. Chờ em vài phút. Chưa bắt được cam. Mọi người chờ chút nào, chưa thấy đâu. Chưa thấy đâu cả. Sao không được? Chưa nhận. Lỗi kỹ thuật rồi anh em ơi. Lỗi rồi.
không được nhỉ? Buồn ghê. Ừ. Không được rồi, lỗi rồi mọi người. Lỗi kỹ thuật rồi. Go. Không được. Lỗi bắt đầu ơi. Lỗi bắt đầu mọi người ạ. Lâu dùng. Em buồn. Không nhìn được luôn này. Hai mà. Thôi, lỗi bắt đầu mọi người ạ. Không xem được rồi. À, lỗi mất rồi mọi người, xem thực tế thì lại không được. Rồi, lỗi bắt đầu mọi người. Cái camera của em thiết lập làm sao là lỗi rồi, không được. Rồi vẫn gần 400 anh em xem đúng không ạ? Rồi xin lỗi mọi người, lỗi mất rồi. Không ổn. Cho mọi người nhìn thấy cái chỉ số trên máy chẩn đoán nó đúng như thế không? Đúng không? Cách nhìn. Rồi ok, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đến cái phần cảm biến MP tiếp theo nhá. Có 400 anh em đúng không ạ? Rớt mất khoảng gần 100 anh em rồi. Hôm nay đi nhậu hết rồi. Đúng không? Rồi vừa rồi là cái cách chia sẻ cho mọi người cái cách chúng ta kiểm tra cảm biến TP. Đó, cảm biến TV nó rất đơn giản thôi. Mấy cảm biến này thì chúng ta chỉ cần nhìn qua trên máy chẩn đoán chúng ta xác định được rồi, không cần phải nhớ. Mà nhớ quan trọng nhất nó là điện áp bao nhiêu, và thứ hai nữa là chúng ta biết được góc mở của từng đời xe là bao nhiêu độ rồi, đúng không? Chúng ta đều nhìn thấy nhau rồi, chúng ta đều nhìn thấy đúng không ạ? Vâng, ok. Rồi vừa rồi là cái phần chia sẻ mọi người về cái tín hiệu cảm biến TP thì nó cực kỳ đơn giản thôi, cách chúng ta phải xác định trên máy chẩn đoán thì cực kỳ nhanh đúng không ạ? Rồi thì cách giả lập thì chúng ta chỉ việc giả lập TP ở trên đấy thôi, rất đơn giản. Rồi mọi người có thể xem lại cái video này nhá, xem lại cái video này. Rồi thì bây giờ chúng ta MP thì không kịp mất đúng không, không đủ mất, không đủ thời gian. MP không đủ thời gian. Rồi thì đây là một số cái hình ảnh liên quan đến MP, cảm biến MP. Thì tất cả các slide em ấy đã chỉnh sửa rất là nhiều rồi, thay đổi rất là nhiều về cái slide này đúng không? Cách dưới giảng cho mọi người dễ hình dung hơn rất nhiều ở trong cái slide này rồi. Thì cảm biến MP sẽ chắc là phải hẹn mọi người ở những cái buổi tiếp theo vậy. Hẹn mọi người ở những buổi tiếp theo. Vì hôm nay không đủ thời gian. Rồi, thì chúng ta sẽ dừng ở đây.
Hồi hôm nay về ăn Tết thôi ạ. Cả ngày nay chưa được về nhà rồi mọi người ạ. Nay nhà có Tết mà không được ăn rồi. Rồi cái phần slide này em sẽ chỉnh sửa rất là nhiều nhá. Hôm nay thì mọi người nhìn hơi khó nhìn vì em đang chỉnh chiếu cái slide là những cái phần file giáo án chuẩn bị in ra. Thì những cái file này đó, rất chi tiết và cách kiểm tra rồi nhìn trên chỉ số trên máy chẩn đoán đều nhìn được. Được không ạ? Vâng. Rồi đây là cái cách mà ở trong những cái slide em có hết nhá. Cách kiểm tra rồi chỉ số trên máy chẩn đoán trong này có nhá. Rồi. Xin chào 400 anh em và hẹn mọi người những buổi tiếp theo. Chắc là cái ngày mai em sẽ không livestream được vì ngày mai em bận đi học rồi. À, tuần tới tuần này chắc là cũng có chắc là phải giảm thời gian livestream vì em bận quá, tuần này em bận sắp xếp thời gian đi học nhiều quá. Tranh thủ đang dịch bệnh học. Đúng không ạ? Rồi. Chào mọi người. À, cái lịch livestream như nào thì em sẽ thông báo cụ thể sau nhá. À, mọi người tham gia vào cái nhóm ấy thì em sẽ chia sẻ trên nhóm lịch thông báo cho mọi người. Đúng không ạ? Rồi. Còn nếu mà xấu nhất không thể live stream được nữa thì sẽ tổ chức những lớp học online trực tiếp luôn ở đây. Mời anh em đến luôn. Rồi. Rồi, chào anh Bằng. Được ăn Tết đâu. Vâng, chào mọi người. Thì mọi người có thể xem lại cái live stream từ đầu. Từ đầu live stream này cách chúng ta kiểm tra về cảm biến TB. Thì chúng ta thử kiểm tra và chúng ta ứng dụng trên xe luôn nhá. Ứng dụng trên xe. Hôm nay là muốn cho mọi người thực hành trên cái xe thì cái máy quay thì lại không kết nối được với trên cái phần mềm này. Không biết nó bị sao. Luôn luôn bị trục trặc. Có mỗi mình làm nên nó thế đấy. Rồi chào anh em, chào 300 anh em, 400 anh em. Vẫn còn gần 400 anh em đúng không ạ? Chào mọi người. Rồi chào anh Bảo Hoàng. Rồi sắp tới anh em sẽ ôn lại cho nhiều anh em khóa học từ đầu. Những anh em từ đầu từ khóa 1 đến bây giờ. Bây giờ là K22 rồi. Nên là những anh em K1 sẽ từ đầu sẽ được ôn lại những phần mới vì sau 1 năm nó sẽ cập nhật rất nhiều kiến thức. Thì sắp tới sẽ tổ chức lại cho nhiều anh em K1, K2, những anh em K đầu nhá, chuẩn bị nhá. Vâng, anh em K1 và những anh em K đầu tiên sẽ sắp xếp thời gian để ôn lại nhá vì cái lượng kiến thức bây giờ thay đổi rất nhiều so với những đợt anh gặp những anh em trước gặp. Thì bao giờ cũng ôn lại thì sẽ dễ hình dung hơn rất nhiều. Và sẽ tổ chức cho một số anh em ở tỉnh, có anh em ở Hà Nội nhá, một số anh em ở Hà Nội luôn, tổ chức buổi tối cho anh em dễ tiếp cận đúng không ạ? Vâng, cảm ơn mọi người, chúc mọi người hôm nay ngày Tết vui vẻ đúng không ạ? Vâng. Rồi mong muốn mọi người chia sẻ cái livestream này đến nhiều anh em được tiếp cận được với nhiều anh em hơn, chia sẻ đến nhiều anh em hơn. Đúng không ạ? Chia sẻ lên để cho một số anh em chưa có điều kiện để đi tham gia những lớp học hoặc là chưa tham gia thì có thể xem tham khảo qua cái cách làm việc của em. Đúng không ạ? Cách làm việc của em. Và mọi người lưu ý là cái phương pháp của em thì chủ yếu là sử dụng công cụ nhá, không làm theo kiểu thủ công. Nên là như một số anh em hỏi những cái phần thủ công ấy thì nó rất mất nhiều thời gian, vẫn làm được thôi nhưng nó mất nhiều thời gian. Đó là cái phương pháp của em, rút ngắn thời gian. Làm việc với thứ hai nữa mình khi mình đến thời buổi công nghệ rồi mình tư vấn cho khách hàng nó cũng dễ hơn. Đúng không ạ? Rồi cái phần MP cũng khá là hay liên quan đến cái động cơ. Rồi một số anh em nói về chia sẻ bây giờ hết bài rồi. Thế là không biết là thế nào đúng không ạ? Anh em hết bài rồi, không có gì để chia sẻ anh em nữa rồi. Đúng không? Rồi xin chào mọi người nhá. Hẹn mọi người ở buổi tiếp theo. Thì hôm nay nghỉ sớm một chút nhá. Đúng không ạ? Nghỉ sớm một chút. Rồi trên máy chẩn đoán này những cái sơ đồ, những cái tài liệu, những cái phần slide này là slide trong giáo trình của em. Tất cả những gì em dạy thì nó ở trong slide này có hết. Và mọi người lưu ý ở với dòng cảm biến TB ấy, thì mọi người phải quan tâm đến cái góc mở của từng hãng một nhá, từng hãng tiêu chuẩn từng hãng, nên là chúng ta quan tâm đến góc mở nó có đúng tiêu chuẩn hay không. Cái này bắt buộc phải thông số kỹ thuật nhá, bắt buộc phải thuộc đấy những cái chỉ số này, đúng không ạ? Rồi. Xin chào mọi người. Đang cố hoàn thiện cái giáo trình. Đây là những cái giáo trình mà em đang chỉnh sửa rất là nhiều trong cái chỉ số trong máy chẩn đoán, rất nhiều luôn. Đó, mọi người thấy rất là nhiều chỉ số rất rõ ràng. Rồi đọc hiểu sơ đồ trong này có luôn. Đang cũng khắc phục do một số anh em là muốn có cuốn giáo trình để khi học nó dễ hình dung hơn. Từ cái khóa K1 cho đến K22 vừa rồi là không em sử dụng tài liệu luôn.
tức là muốn phương pháp muốn để cho anh em học và hiểu luôn, nhưng mà thực tế nhiều anh em muốn có những cái giáo trình này để cho anh em đọc nó dễ hình dung hơn, thì cũng sắp tới sẽ có cái chương trình này cập nhật. Rồi, rất chi tiết nha, cách sử dụng đồng hồ và điện trở, điện áp, rồi tên gọi, rồi tiếng Anh viết tắt có hết nha. Đây anh em cố gắng, cái phương trước em gửi cho mọi người cái file ấy, cái file mà 30 cái từ viết tắt tiếng Anh trong sơ đồ mạch điện, thì mọi người lưu ý là chúng ta lên in cái từ đấy ra, hoặc là chúng ta lên đọc qua những cái phần chân đấy để chúng ta xác định được cái chân trên sơ đồ. Như hôm nay chúng ta đọc ấy, thì trong tất cả cái tên TB là THL này chẳng hạn, đó là tên vị trí bấm ga ấy, thì lúc này chúng ta xác định được ngay nó là ở chân vị trí bao nhiêu để chúng ta xác định được, đúng không ạ? Rồi thì đấy là mọi người lưu ý là chúng ta lên in những cái file ra, cái file đấy file gốc nha, mọi người có thể in bất kỳ cái gì mọi người mong muốn đó, có rất nhiều trong bên trong. Rồi bên trong có những cái phần chi tiết, ở đây em có chi tiết hết rồi đó, rất nhiều đang chỉnh sửa lại lốt cái nội dung, à cái mục lục. Đây là cái bìa, tạm thời là cái bìa như này, em chưa sắp xếp thêm, tạm thời bìa như này nhá. Rồi xin chào mọi người, hẹn mọi người ở buổi tiếp theo, buổi nào thì em sẽ thông báo lại, vì đợt này em cũng có bận lịch học của em. tặng quà luôn đấy. Rồi mình cũng muốn in cái giáo trình này để cuốn sách để đời chẳng hạn. Đúng không ạ? Chia sẻ cho mọi người được lan truyền nhanh hơn, đúng không ạ? Tặng nhá, in tặng mọi người. Được không? In tặng luôn được không? Xem cái chi phí in nó có lớn không? Nếu nó phù hợp thì tặng, đúng không ạ? Rồi, đây là cái bìa dạng bìa như này, em đang thiết kế. Cái này thiết kế trong vòng 15 phút, chưa tính cái độ chính độ thẩm mỹ nữa, chưa tính. Chắc sau này sẽ đẹp hơn. Và cái mình bìa rồi ảnh cuối bìa. Nói chung là nếu đã viết tài liệu thì nó phải nhiều yếu tố, nên là phải chính xác hơn một chút, không như slide nhiều lúc. Và thực tế như này nhá, nếu sau này sẽ anh em nào mà muốn cuốn tài liệu này, chắc chắn là những anh em học viên sẽ được rồi, chắc chắn rồi. Nhưng mà xem những mức độ như nào. Còn một số anh em ở ngoài thì có thể là nếu cái giáo trình này thực tế là mọi người hình dung này, cái giáo trình này mục đích là của cái bên em đào tạo thì mọi người đọc mới hiểu được. Còn nếu mà anh em mà mua về mà không đào tạo thì chắc nó cũng sẽ khó hiểu. Nên là ví dụ anh em mà muốn lấy ấy, muốn tài liệu này, em sẽ tặng luôn cho mọi người cái khóa học online điện FI và Smart Key luôn, vì trong cái này nó sẽ có cả FI này, điện có thể điện phun sáng điện tử này, Smart Key và ABS luôn trong này. Thì em sẽ có, nếu mà mọi người đặt, anh em ở ngoài ấy, muốn mua thì em sẽ muốn làm sao để mọi người đọc cuốn tài liệu này mọi người phải hiểu, thì em sẽ tặng cho mọi người cái khóa học, ví dụ như khóa học điện FI online, trong đó có phân tích dữ liệu, trong tài liệu này cũng có công thức phân tích dữ liệu luôn nha, đúng không ạ? Đọc trong phần này sẽ có phân tích dữ liệu, những cái công thức để phân tích dữ liệu, thứ hai những cái chỉ số trên máy chẩn đoán, rồi thứ ba nữa là cái phương pháp mà đọc hiểu sơ đồ rất chi tiết bên trong, rồi thì rất nhiều thứ bên trong. Nhiều thứ. Nếu mà anh em nào đặt thì em bắt buộc mọi người phải tặng mọi người khóa học điện FI trị giá 500.000, rồi điện Smart Key cũng trị giá 500.000 luôn, 1 triệu luôn. Rồi anh em nào mà ở gần sẽ sắp tới sẽ tặng luôn khóa học chắc là 5 ngày, em giờ này bận quá không sắp xếp được 5 ngày thì chắc phải 3 ngày. Vì anh em học hết qua lớp cơ bản này rồi thì bạn đến chỉ khoảng 3 ngày sẽ miễn phí cho mọi người luôn, nếu anh em mà đặt, được không ạ? Vâng, thì cũng mong muốn cái chia sẻ cái kiến thức của mình thôi, chứ nhiều lúc là anh em cũng đừng phụ thuộc vào những cái cuốn này nhiều quá. Được, chúng ta học để chúng ta hiểu hơn, và nhiều lúc chúng ta ôn lại bài nó dễ hình dung hơn. Ok không ạ? Vâng, nếu tặng nhiều thế có được không? Có lỗ không? Vâng, tặng luôn là anh em là muốn mọi người đọc cái này thì mọi người phải hiểu được. Thì sẽ tặng cái mọi người cái khóa học điện FI ngày trước là 500.000, trị giá 500.000, ở trong đó nó có cả phân tích dữ liệu, chỉ số rất là rõ ràng, cách đọc hiểu sơ đồ có hết. Rồi thứ hai nữa là tặng mọi người cái khóa học Smart Key luôn. Khóa học Smart Key trị giá 500.000 trong đó có luôn. Thì mọi người phải học, mọi người phải hiểu. Vâng. Rồi cái này tạm thời như vậy đã. Sau em sẽ chia sẻ sau, vì em chưa có dự định là cung cấp cái giáo trình này. Giáo trình này trong cái lớp của em nhá. Giáo trình này là giáo trình là chia sẻ khi học là sẽ có những giáo trình như này. Rồi một số anh em ngày xưa thì học là em thường với phương pháp của em gần như em không khuyến khích mọi người mua tài liệu. Giống như mấy anh em học viên từ K1 đến K22 vừa rồi, em đều không có cuốn tài liệu nào hết. Nhưng mà nhiều anh em là cũng có tuổi, và một số anh em là mong muốn là có cuốn giáo trình để làm sao khi học để được ôn lại và viết vào trong đấy nó sẽ dễ nhớ hơn.
Vâng. Rồi. Được không ạ? Rồi cái nếu mà cái này em phát hành thì em sẽ thông báo, được chưa? Thông báo. Và nếu mọi người đã đặt mua thì em bắt buộc sẽ phải tặng mọi người cái khóa học để mọi người thấy cái cuốn giáo cái cuốn giáo trình này nó có giá trị với mọi người, chứ không thể làm mà mình mua về xong là bỏ xó, nó rất là phí. Em không khuyến khích mọi người như vậy, đúng không? Vâng, chào anh Bằng. Đúng không ạ? Cái bìa nhìn đẹp không? Cuốn sách nó phải in ra. Bây giờ mình cũng đào tạo này, nhiều lúc là muốn cái giáo trình mình đi giống như bức tranh sơ đồ ngày xưa của em ấy, thì đi khắp nơi thì mình đi đâu mình thấy có cái bức tranh thì rất là quý, vì vì mình cái giá trị mình mang đi chia sẻ được nhiều nhiều nơi hơn, đúng không? Em thì thích tranh sơ đồ hơn, vì em chỉ có phương pháp của em là chỉ sơ đồ thôi, chứ em tài liệu cái giáo trình hay tài liệu là em ít khi, không khuyến khích mọi người mua lắm, không khuyến khích, thật sự không khuyến khích. Chẳng qua là nhiều anh em muốn để cập nhật và mỗi rảnh rỗi làm đọc lại phần này thôi. Còn em thích tranh sơ đồ hơn, vì treo sơ đồ lên mọi người sẽ nhìn thấy nó, tư duy nó sẽ thoải mái hơn, đúng không? Rồi ok, chào mọi người. À, nếu mà em có phát hành ấy, thì em sẽ thông báo sau, và sẽ có những cái buổi sau nó có kiểu dạng như ra mắt, đúng không? Buổi ra mắt ví dụ như là sợ ra mắt ô tô VinFast chẳng hạn, ra mắt những cái buổi ra mắt nó sẽ có những cái quà tặng hấp dẫn luôn để anh em đặt. Đúng không ạ? Ok không ạ? Và mong muốn mọi người nếu đã có sử dụng cuốn này thì phải có hữu ích, chứ không phải mua về xong bỏ xó đâu, thì nó rất là lãng phí. Em thì không mong muốn cái điều đấy. Đúng không ạ? Rồi anh em nào đã từ K1 đến K22 chuẩn bị nhá. K1 đến K22. Em nói là cái phương pháp của em ngày xưa là em không khuyến khích anh em là sử dụng tài liệu, nên là cái từ K1 đến K22 bây giờ gần như không có cuốn tài liệu đó luôn, đến bây giờ em mới bắt đầu có. Vâng. Mọi người phải biến cái của cái mình học được và thành cái của mình thì đấy mới là giá trị, chứ không phải là vâng lại tặng anh hai khóa học luôn. Rồi anh em mình đã, những anh em đã học rồi thì mình thấy có giá trị rồi thì bây giờ mình thấy được là mình đã lời rồi chứ, đúng không? Đây là ưu tiên những anh em là chưa có thì được được tặng thôi. Mình đã học rồi, mình đã có nhiều giá trị rồi, đúng không? Lợi rồi, nhiều anh em là kiếm được cả cái khóa học đấy rồi, đúng không? Chỉ cần một bài thôi anh đã kiếm được tiền rồi. À anh Triệu, Triệu ơi, thì cái việc là sơ đồ của SM ấy thì anh nên nên sử dụng cái điện thoại, hoặc là anh sử dụng cái iPad ấy. Anh những anh có tuổi như anh Tuấn ấy, anh Triệu đúng không? Anh Triệu, anh Tuấn nhỉ? Triệu, anh Tuấn quên quên. Anh Tuấn thì lên mua những cái iPad ấy, em khuyên nhiều anh em có tuổi rồi lên mua những cái máy tính bảng iPad, nó chỉ khoảng 2 đến 3 triệu thôi. Nó đơn giản, hoặc là anh em có điều kiện thì mua những cái máy đắt tiền hơn một chút thì nó to, mọi người sẽ zoom lên nhìn cái sơ đồ nó rất là rõ ràng. Anh em những anh em mắt kém ấy, có tuổi rồi mắt mới kém ấy thì lên mua những cái máy tính bảng thì nó sẽ phục vụ cho mình nhiều hơn. Đúng không ạ? Trong trong lớp học của em rất nhiều anh em đã sử dụng những cái máy tính bảng rồi, em khuyên mọi người lên mua những cái máy tính bảng. Thì khi mình làm việc nó tra cứu nó dễ hơn rất nhiều, đúng không ạ? Vâng. Vâng, phải xem cái cuốn giáo trình này in nó có đắt tiền không? Nếu nó cho phép thì sẽ tặng, vì bây giờ nếu mà tặng bây giờ nó cũng mất nó khoảng mấy trăm quyển cơ. Nên là nó số lượng nó hơi lớn, một mình mà tặng mấy trăm quyển nó hơi nặng. Đúng không? Rồi tặng mọi người cái giá trị kia thôi, đúng không ạ? Rồi ok, cái này em nếu mà em phát hành em sẽ thông báo nha. Sẽ có một buổi ra mắt luôn sự kiện, đúng không? Đúng không? Tặng một buổi ra mắt sự kiện, sau đó là tặng quà tặng hấp dẫn luôn, đúng không? Rồi, thì đấy là cái việc em chia sẻ ngày buổi hôm nay. Hôm nay lỗi, xin lỗi mọi người là nó liên quan đến lỗi kỹ thuật về cái máy của em, nó không kết nối được với cái điện thoại. Đợt này nó hay trục trặc quá, không chả hiểu vì sao. Hay có mỗi một mình nên là nó thay đổi cái sự cố mình không 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 điều chỉnh được. Đúng không ạ? Rồi thì xin lỗi mọi người, một số buổi vừa rồi nó bị gây ra lỗi trục trặc do kỹ thuật. Trục trặc do kỹ thuật, đúng không ạ? Rồi. Thôi em xin phép dừng livestream đây. Anh em nào có thể xem những lại cái buổi livestream đầu từ đầu giờ, có cái phần cảm biến TB em chia sẻ rất là chi tiết rồi, đúng không ạ? Mọi người có thể xem lại, xem đi xem lại nhiều. Hoặc là em khuyên mọi người lên là có nhiều anh em ấy, chúng ta nó có thể là nhiều em có tuổi nhận, có thể em xin lỗi là có thể nhận thức nó chậm hơn một chút so với nhiều anh em ấy, thì mọi người lên mở lên cái tivi ấy, hoặc là mở lên cái điện thoại ấy, mọi người bật hàng ngày, tức là nghe mỗi ngày, nghe coi như nghe được từ nào nghe kệ nó, cứ cho nó chạy, cho video nó chạy kệ,
Có hình dung ạ? Cứ cho video chạy mình nghe được từ nào mình nghe, nhưng mà sau mình tự nhiên mình hiểu lúc nào mình không biết. Tức là ngày xưa là bức tranh sơ đồ là treo lên tường, thì mỗi hôm nhìn một tí, mỗi hôm nhìn một tí tự nhiên nó hiểu. Còn bây giờ là những cái video này thì mọi người anh cứ mở lên. À, các anh em cứ mở lên đúng không ạ? Các anh em cứ mở lên, nó cứ cho nó chạy đi, nghe được từ nào nghe đúng không ạ? Thì tự động mình sẽ hiểu hơn được rất nhiều. Đúng không ạ? Nên là mình không phải là lúc nào mình tập trung vào học được, mình cứ mở lên nghe tự nhiên mỗi hôm mình nhặt được từ một từ, mỗi hôm nhặt được một từ tự nhiên mình sẽ hiểu được vấn đề. Đúng không ạ? Và cuối cùng mà mong muốn mọi người phải làm nhá. Mọi người phải làm thì lúc đấy nó mới ra được kết quả, chứ không phải là mình cứ học học nơi này học nơi kia, xong học mãi cuối cùng mình không làm thì nó không có kết quả đâu. Thế nên em khuyên mọi người là lên mua một chiếc xe đi, về đi. Mua một chiếc xe về để sau đó mọi người trải nghiệm nó đi, xong đó em khuyên nhá, là mọi người lên mua về sau mọi người trải nghiệm về đường dây thì nó quá dễ rồi. Sau này mai mọi người phân tích và chỉ số trên máy chẩn đoán ấy, thì mọi người phải cho cái cao áp của mình nó yếu đi, cho kim phun của mình tắc đi, cho cái súp áp của mình ghi đi, thì bắt đầu nhìn trên chỉ số trên máy chẩn đoán này. Đúng không ạ? Mọi người nhìn trên máy chẩn đoán mình xem cái chỉ số đấy nó thay đổi như thế nào khi mình tác động vào nó gì ạ? Ví dụ như mình cho kim phun tắc, cho bơm yếu, mình nhìn thế nào trên máy chẩn đoán nó chỉ số nó thay đổi như thế nào, thì đấy mới là cái việc mọi người ứng dụng vào, đúng không ạ? Vì mọi hình dung này xe nó không xe nào giống xe nào cả, nên là mọi người phải hình dung ra được cái công thức và cái phương pháp để mình nhìn vào những chỉ số nào để mình biết được cái lỗi này liên quan đến nhiên liệu, lỗi nào liên quan đến cao áp, lỗi nào liên quan đến cơ khí, mình nhìn phải nhìn vào đâu. Thì lúc đấy mọi người phải trải nghiệm cái xe để mọi người biết được, còn không thể nào mọi người đợi xe đến bắt đầu mình mới trải nghiệm thì lúc đấy mình không hiểu đâu. Thì em khuyên mọi người lên trải nghiệm những cái phần đấy đi. Sau một thời gian nó sẽ hơi, cái giai đoạn đầu bao giờ nó sẽ khó khăn và nó sẽ rất khó đấy, em nói là rất khó đấy, vì chỉ số nó thay đổi, nó không giống như mọi người nghĩ đâu. Và sau đó mình thay đổi, bắt đầu mình dần dần bắt đầu nghiệm ra được cái vấn đề. Đó là cách mà em chia sẻ mọi người, nên mua một chiếc xe về trải nghiệm đi, chỉnh súp áp cho nó ghi đi, xem nó chỉ số nó thay đổi như thế nào trên máy chẩn đoán. Đúng không ạ? Thời gian phun thay đổi ra làm sao, góc bánh lửa như thế nào, rồi MAP nhảy như làm sao, rồi ra nhiều yếu tố, oxy ra làm sao, lúc ấy mình phải xem, đúng không ạ? Chỉ số nó thay đổi như thế nào. Rồi chỉnh cho bơm xăng của mình yếu đi, cho cái kim phun của mình tắc đi, xem nó chỉ số ra làm sao, đúng không? Nhiều anh em ngày xưa độ cái cảm biến nhiệt độ, độ trở vào ấy, đúng không? Chế cái độ điện trở vào cái cảm biến nhiệt độ ấy. Bây giờ mình thử độ lại xem chỉ số nó thay đổi như nào, đúng không? Mình ngày xưa mình có thể làm liều được, nhưng bây giờ mình làm liều như thế thì mình thấy chỉ số nó thay đổi như nào. Ngày xưa tại sao mình lại làm như thế, đúng không? Đó là cách mà mọi người phải lên làm. Em khuyên mọi người là như vậy. Đúng không ạ? Rồi ok, bây giờ xin phép dừng ở đây. Anh em có comment gì không ạ? Comment gì không? Rồi. Comment gì không ạ? Rồi, có câu hỏi gì vào phần này không ạ? Rồi thì em khuyên mọi người lên như thế nhá. Rồi. Bao giờ em hoàn thiện được cái này nữa? Ngày xưa slide thì em trình chiếu ấy thì nó ít chi tiết hơn, vì lúc ấy em giảng nó kỹ. Còn cái việc là ở trong cái giáo trình in ra như này ấy, thì nó sẽ phải cần chi tiết hơn. Và cái độ chính xác nó sẽ cao hơn so với những slide nhiều lúc là ở trình chiếu ấy, thì còn em thuyết trình thì mọi người sẽ nhìn vào cái slide và em thuyết trình nó sẽ dễ hiểu hơn. Còn online hoặc là mua những cuốn giáo trình như này thì mọi người sẽ khó hình dung hơn. Thế nên là bắt buộc phải làm những cái phần chi tiết hơn và nó độ chính xác nó phải cao. Và phương pháp của em sử dụng bằng công cụ nha. Tất cả trong này nó đều có công cụ. Rồi mọi người phải trải nghiệm nhá. Em nói rồi, mọi người phải trải nghiệm thì nó mới là của mình. Đừng nghe lên trên này nghe em chém gió ấy. Nhiều lúc chém gió nghe thấy nó hay và ok nhưng mà không làm ấy, không trải nghiệm ấy, thì lúc đấy nó vẫn ở ngoài, vẫn là của em, bao giờ phải biến nó thành của mọi người ấy, thì lúc đấy mọi người mới thấy nó có giá trị, đúng không ạ? Nói chung rồi, ngày mai mọi người sẽ thấy được xe điện tử sửa thích hơn sửa xe cơ, và nhất là những xe công nghệ sửa càng thích, vì lúc đấy mọi người sử dụng công cụ rồi, đúng không ạ? Giống như bây giờ là anh em là lấy mã ID Smart Key quá đơn giản, đúng không ạ? Làm quá nhanh luôn. Rồi những là cái tua đồng hồ Odo cũng vậy. Rồi ok anh Bằng. Hết dịch làm bữa đúng không ạ? Rồi ok mọi người nhá. Mọi người không có bình luận thì xin phép dừng live stream ở đây. Và hẹn mọi người vào buổi sau. Thì em sẽ thông báo sau, vì cái lịch của học của em nó vẫn chưa cụ thể, nên em chưa biết được cái buổi nào có thể live stream được tiếp. Mọi người dùng nhá. Mọi người thông cảm, nhá. Vì đợt này em đăng ký khóa học, mấy khóa học của em rồi. Đăng ký khóa học nhiều tiền lắm. Online thôi cũng nhiều tiền lắm. Nghe suốt ngày nhưng mà nhiều tiền lắm. Rồi, xin chia sẻ cho mọi người đến buổi hôm nay sẽ dừng ở đây. Xin chào nhá. Chào mấy lần rồi vẫn chưa dừng được. Thôi lần này em chào. Chào hơn 200 anh em. Em sẽ dừng đây. Em sẽ thông báo sau những cái khóa học buổi sau, em sẽ có thông báo nhá. Rồi, hôm nay anh em ít comment nhỉ. Có 1.100 comment thôi.
Đấy, có 281 lượt chia sẻ. Rồi cũng 1 tiếng bao nhiêu rồi, cũng đến đúng luôn là 22 giờ 30. Đúng đến giờ luôn. Vâng, chào anh Bằng. Đúng đến giờ luôn, tưởng nghỉ sớm mà đến giờ luôn. Ngồi chém gió thế nào mà được dài thế. Rồi chào mọi người nhá. Hẹn mọi người ở buổi sau. Vâng, chào mọi người, chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Bây giờ em mới được về ăn Tết đây. Mà không biết vợ có nấu gì cho ăn không. Rồi chào mọi người. Muốn chào muốn dừng lắm nhưng mà lúc nào cũng có mấy trăm anh em xem này. Rồi xin phép em kết thúc nhá. Xin chào mọi người. Chúc mọi người buổi tối ngủ ngon. Xin chào.